Hay chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với chương trình Nhà lãnh đạo hạnh phúc. Và tuần trước thì chúng ta có nhiều buổi khai giảng đúng không ạ? Và khai giảng thì Tân có chia sẻ về lộ trình của nhà lãnh đạo hạnh phúc cũng như là cái chân dung mà chúng ta hướng tới. Chúng ta rõ cái kết quả, kết quả chúng ta muốn thì chúng ta phải có cái kết quả trong đầu hoặc là chúng ta ghi ra. Đó có thể là một ước mơ. Không biết anh chị đã làm một cái ước mơ chưa? Thì đó là có thể là một cái ước mơ của mình nữa. Thì chúng ta phải rõ được những cái quả mà chúng ta muốn đạt được. Nó giống như gì ạ? Kể cả chúng ta đi xe ôm thôi, thì chúng ta ra chúng ta gì ạ? Chúng ta ra bắt xe ôm thì bắt xe ôm sẽ hỏi đó là bạn muốn đi đâu, đúng không ạ? Chưa biết là chúng ta đi đường nào, đi như thế nào hết, nhưng mà chúng ta phải rõ cái đích đến là chúng ta muốn đi đâu. Kể cả tôi Google Maps cũng vậy, chúng ta phải cho Google Maps cái đích đến chúng ta thì nó mới chỉ đường được, đúng không anh chị? Là đầu tiên là chúng ta làm rõ cái kết quả mà mình muốn đạt được trong cuộc đời này trước, và gần nhất là mục tiêu với những điều mà chúng ta muốn đạt được trong 3 năm. Chúng ta muốn trở thành ai, chúng ta muốn sở hữu gì, đúng không? Mong muốn trở thành sở hữu, đúng không? Hay là có hiện thực gì đó, thì chúng ta làm rõ cái quả chúng ta mong muốn, rồi sau đó bắt đầu rõ quả rồi thì quay lại thì sao, chúng ta bồi cái nhân của chúng ta cần kiến tạo những cái nhân gì, đúng không? Rồi sau đó chúng ta nâng nhận thức về con người đó, những cái duyên để đến với chúng ta, để nhân cộng duyên vậy, nhân duyên thì lúc này mới ra quả như ý. Nên trong lộ trình này là một cái lộ trình giúp anh chị bồi dưỡng nhân, xây dựng những cái nhân tốt, và anh chị nâng nhận thức về con người lên, anh chị để anh chị kiến tạo những duyên lành đó. Bởi vì vậy, những cơ hội đến với chúng ta phải do con người mang lại không? Nên là ở đây cũng hướng tới một cái chân dung nữa, đó là gì ạ? Chân dung đó là danh nhân văn hóa, hay là người gọi là doanh chủ đi. Đó là người kiến tạo nên xây dựng con người, và con người sẽ xây dựng công việc kinh doanh. Đôi khi chúng ta cứ tập trung đó là gì, chúng ta làm cái công việc kinh doanh, nhưng mà nếu như chúng ta làm vậy thì chỉ có một mình thôi, nhưng nếu chúng ta xây dựng con người thì rất là nhiều người có thể về làm cùng với chúng ta. Anh chị hình dung bức tranh nào mà A mũi N đó, đúng không ạ? Nếu như chúng ta làm một việc trong vòng về A mũi N đó, gì A là con người và N là thời gian. Nếu như chúng ta một mình chúng ta làm một việc, làm việc đó trong vòng 10 năm, trong vòng 20 năm, thì A mũ N gì? Số 1 mà mũ 10 hay mũ 20 thì vẫn là số 1, đúng không anh chị? Vẫn là số 1. Bởi vì chúng ta làm có mình, và nhiều người ngoài kia họ đang gặp cái tình trạng này rất là nhiều, nên là họ thấy ủa sao mà tôi làm cực quá. Nhưng mà anh chị để ý này, chủ doanh nghiệp họ họ làm mấy mình anh chị? Dạ, ta thấy giao lưu tí ha, thì chủ doanh nghiệp họ làm mấy mình anh chị? Thế anh chị, chủ doanh nghiệp họ làm mấy mình? Như chị biết thì chủ doanh nghiệp là phải sở hữu 500 người trở lên. Hay theo công thức của thầy Robert đúng không chị? 500 người và tự động hóa này kia đúng không? Giống vậy. Thì ở đây gì ạ? Chúng ta có thể thấy là càng có nhiều người làm cùng thì có phải là cái quy mô nó càng lớn không? Họ càng có nhiều tiền không? Đúng không? Thì ở đây nếu ta mở ra một tí thì chúng ta gì ạ? Có nhiều người hơn, và lúc này chúng ta làm 10 năm, 20 năm thì nhân lên cái con số rất là nhiều đúng không ạ? Và muốn được như thế thì có phải chúng ta phải trở thành một nhà lãnh đạo anh chị, trở thành một nhà lãnh đạo để chúng ta có sức ảnh hưởng với người khác, đúng không ạ? Chúng ta có thể chia sẻ được những cái ý tưởng đến với người khác, chúng ta có gì ạ? Có cái sự đồng thuận với người khác, kể cả đó có thể là đội nhóm của anh chị, nó có thể chồng, có thể vợ, có thể là con, nhưng mà đó có thể là khách hàng của chúng ta, có những cái sự đồng thuận đó. Nên chúng ta trở thành nhà lãnh đạo là một việc rất là quan trọng. Và cùng làm thì không biết, anh không cần biết là anh chị hiện tại xuất phát điểm anh chị thế nào, nhưng nếu anh chị có một cái nhân là anh chị mong muốn trở thành một cái người để có thể là dẫn dắt người khác, đúng không, giúp đỡ người khác, thì đó là cũng là cái nhân của nhà lãnh đạo. Thì có thể mình một người thôi, mình giúp đỡ một người thôi cũng được anh chị, là cũng nhà lãnh đạo. Và nhà lãnh đạo hướng tới đó là gì, đó là nhà lãnh đạo hạnh phúc, nhà lãnh đạo hạnh phúc anh chị. Nên đây là cũng là cái mục tiêu của chương trình, giúp cho anh chị bồi dưỡng những cái nhân tốt, tích tạng duyên lành, và nhân tốt cộng duyên lành thì sẽ bằng quả như ý. Nên anh chị, nếu như anh chị chưa xem buổi khai giảng á, thì anh chị có thể là xem lại buổi khai giảng để anh chị hiểu chi tiết hơn về lộ trình, được không ạ? Và chúng ta nhẹ nhàng thôi, không cần phải nỗ lực quá nhiều, mà chúng ta ứng dụng 6 chữ vàng anh chị. Nên là mỗi tuần thì Tân sắp xếp là sẽ chia sẻ cùng với anh chị, đó là khoảng 2 buổi thì sắp xếp là tối thứ ba và tối thứ năm, và khoảng tầm 7 giờ rưỡi tới 9 giờ thì anh chị sắp xếp đúng giờ, hay mình vào sớm mình giao lưu đầu giờ,
và có thay đổi thì Tân sẽ báo ra anh chị. Dạ, và cái này thì Tân cũng giữ tính, nghĩa là mình cũng giữ tính cho chính mình, và một cái chương trình mình trao đến cho các anh chị trong cộng đồng mình có thể là nâng cấp giá trị bản thân của mình lên, được chưa? Đây là một chương trình, cũng là chương trình rèn luyện thân tâm trí. Thân là các anh chị đang luyện gì đấy anh chị? Thân là các anh chị đang luyện với Tân gì đấy Chạy bộ ha, à? Chạy bộ đúng không? Và không squat chỉ chạy bộ, đúng rồi, squat, rồi những cái bài ha. tập hỗ trợ rất là nhiều đúng không ạ? Ừ. Và thân, cảm nhận là thân mình khỏe hơn đúng không, tinh thần mình tốt hơn đúng không anh chị? Rèn luyện cả thân cả tâm, và lúc mà thân khỏe tâm an rồi thì lúc này cái trí anh chị, cái trí của anh chị nó sẽ sáng và nó sẽ mở ra. Anh chị yên tâm một điều là cái tâm anh chị mà an, chúng ta có cái tâm thái an vui, trân trọng biết ơn anh chị, thì lúc này trí tuệ anh chị nó sẽ sáng, nó sẽ mở ra. Và đây từng kiến tạo ở đây là một cái môi trường anh chị, một cái môi trường để ở đó anh chị chỉ cần nhúng mình vào môi trường thôi thì anh chị sẽ có cái sự chuyển hóa. Phần còn lại là chính mình thôi anh chị, anh chị có cái nhân đó, nên là anh chị xem lại buổi khai giảng á, anh chị rõ về những cái mục tiêu của anh chị, rõ về cái quả anh chị muốn, được chưa? Mình rõ về đích đến, bắt đầu quay lại mình sẽ làm thế nào, được chưa? Nên là chúng ta đi theo lộ trình ha, và mỗi tuần thì Tân sẽ chia sẻ anh chị những cái bài học. Và Tân nhờ anh chị vậy này, Tân nhờ anh chị như thế này, đó là sau mỗi buổi mà chúng ta anh chị cùng học với nhau đó, thì Tân nhờ anh chị làm việc này nó để hiệu quả, thì anh chị giúp Tân làm việc đó là anh chị rút ra bài học tâm đắc ngộ ra khoảng 3 bài, khoảng 3 bài học, mà ít nhất không có gì anh chị rút ra một bài học dùm Tân được không, là một việc đó thôi, được chưa? Để như vậy, để chúng ta cũng phải đồng làm cái gì đó, đó là bài học của mình. Bởi vì nếu như chúng ta, ví dụ như chúng ta đi học rất là nhiều mà có một người hỏi ê học chương trình đó có gì không, mình kêu không có gì hết trơn, như vậy thì sao, mình bỏ tiền ra mình đi học nhưng mà mình không có động lại gì hết thì có phải nó không hiệu quả không? Nhưng mà một người họ đi học chương trình miễn phí nhưng họ rút ra chục bài học miễn phí, mà rút ra chục bài học thì anh chị thấy ai ngon hơn anh chị? Một người đi học chương trình có phí nhưng mà học xong kêu không có bài học gì hết, một người đi học chương trình miễn phí mà rút ra 10 bài học, thì anh chị thấy là ai là lời hơn anh chị? Nên là chúng ta vậy, quan trọng là chúng ta trưởng thành nhờ bài học anh chị. Và các cái bài học anh chị, bài học tâm đắc ngộ ra nó giống như những cái, giống như những viên gạch xếp xếp chồng lên nhau, và dần dần nó kiến tạo nên ngôi nhà. Anh chị hình dung không? Tâm sẽ cung cấp cho chị một cái nền móng, còn xây là xây lên là của anh chị. Bắt đầu mình dạy, mình chồng những viên gạch, anh chị hình dung nó giống như những bài học, nó giống như những viên gạch đó, và nó xếp chồng lên nhau, và dần sao thì cái ngôi nhà của chúng ta nó sẽ dần hình thành. Anh chị hình dung không? Nên là bài học tâm đắc ngộ ra rất quan trọng. Nào, bác Tân sẽ chia sẻ thêm về vọng vào tâm đắc ngộ ra cho các anh chị ha. Thì nhờ, không biết này anh chị làm được không, làm luôn sau mỗi buổi, anh chị làm luôn sau mỗi buổi đó là rút ra khoảng 3 bài học đi, khoảng 3 bài học, và tối thiểu nha thì là một bài học. Và nếu như học ông Tân học với Tân chán quá không có gì thì cứ nhắn được không? Hôm nay Tân chị sẽ không có gì học được hết trơn cũng được đúng không ạ? À, chia sẻ à, mình chia sẻ bằng video hay là bằng Dạ, nếu mà chị viết quay được video thì, nếu mà chị quay được video thì càng tốt. Đối với các anh chị mà Tân đang hỗ trợ gọi là tư vấn huấn luyện các chị một một á, thì là mỗi buổi mà Dung cùng với Tân á, thì anh chị sẽ làm một tâm đắc ngộ ra bằng video. Còn các anh chị bình thường á, thì các anh chị cứ ghi thôi, các anh chị có thể note rồi anh chị gửi trong nhóm á, để biết sao để mình chia sẻ trong nhóm, thì hôm đó có thể các anh chị khác mà họ bỏ lỡ, họ không học được á, thì họ cũng học được cái bài học đó từ mình. Rồi sau đó ví dụ như họ họ coi là họ có video, ví dụ họ thấy, bởi vì họ không học họ không biết có gì, nhưng mà mình chia sẻ bài học gì đó thì họ biết là à hôm nay là có học này nè, thì có gì họ họ video đó họ xem lại. Cái này quan trọng lắm anh chị. Lúc trước Tân cũng nhờ những cái anh chị chia sẻ bài học, hay là một số anh chị học mà dụng tâm tiến độ vậy nè anh chị, nếu mà có anh chị nào dụng tâm thì Tân nhờ này nữa là chúng ta ghi chép, lại, và chúng ta có thể chụp lại cái đó. Hoặc có một số anh chị nha, Tân nhiều lớp Tân đi học có các anh chị đánh máy, trước giờ các anh chị có thấy các anh chị chưa làm nhưng mà Tân gợi ý thôi, thì các anh chị nhanh tay các anh chị đánh máy lưu lại cái bài học, lưu lại những cái keyword chính đó, và sau đó nó là cái tài sản của anh chị á, nó là tài sản của anh chị. Kết thúc khóa học thì mình có một cái bộ gì, một cái bộ ghi chép đúng không, rất là lời luôn anh chị. Mà mình lỡ được, mình lỡ một buổi nào đó, thì mình xem lại được buổi đó, hay là ví dụ như là ai đó lỡ bài học á, họ sẽ kết nối với mình để họ nhờ bài học, thì lúc này anh chị có một mối quan hệ không, lúc này anh chị có một mối quan hệ không ạ?
thì cái này chúng ta đang gì ạ, chúng ta đang cho đi đó chị. Đấy, nên là nếu vừa được anh chị dụng tâm làm được nữa thì Tân cũng rất là biết ơn các anh chị. À, vừa gì ạ? Vừa anh chị nhớ sâu sắc bài học mà anh chị có thể giúp đỡ cho những người khác, và anh chị có cái tài liệu đó đó, thì sao thì sau này anh chị có thể chia sẻ cho người khác không? Anh chị có thể chia sẻ người khác, và nếu như anh chị đừng có chia sẻ là gì ạ, à, cái tiền á, đôi khi anh chị nghĩ tiền là vật chất, nhưng mà nếu như chúng ta hiểu về tam giác hiện thực rồi, à, chúng ta hiểu về ba góc rồi, thì có gì tam giác hiện thực có góc thông tin, có góc năng lượng và có góc vật chất, đúng không ạ? Thì tiền mọi người hay nói là vật chất, nhưng mà tiền nó còn là năng lượng và tiền là thông tin. Thì nếu mà ai nghĩ tiền là vật chất á, thì chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian để chúng ta tạo ra vật chất, anh chị đồng ý không? Mất khá là nhiều thời gian để chúng ta tạo ra vật chất. Ví dụ đó là anh chị vậy nè, giống như anh chị có phải là anh chị bỏ tài chính ra để anh chị có tài phụ là cái tài năng á, và sau đó anh chị dùng tài năng để anh chị đi kiếm lại tài chính, hiểu không? Anh chị dùng tiền để anh chị đổi ra tài năng, sau đó anh chị dùng tài năng để anh chị đổi lại tiền, mất khá là nhiều bước và khá là lâu. Thì nhà vật chất anh chị, nhưng mà nếu anh chị có một cái nhận thức nha, nó chỉ cần chúng ta có nhận thức thôi là chúng ta có hiện thực, đó là tiền là thông tin và tiền là năng lượng nữa. Thì cái lúc này chúng ta định hình tiền là thông tin sao ạ, thì những gì anh chị đang lưu lại thì đó là tài sản của anh chị, hình dung ạ. Ví dụ như là chị Nga là Tân đang hỗ trợ tư vấn huấn luyện chị Nga một một á, thì có phải là Tân tạo cho chị Nga một cái album không, để chị Nga lưu trong đó, và trước giờ không biết là chị Nga có tư duy lưu tài liệu không, Tân không biết, nhưng mà bây giờ Tân làm sẵn chị Nga để chị Nga lưu hết, đó là tài sản. Mình định mình nhận thức là à, thông tin là tiền thì sao, thì mình phải lưu lại chứ. Và Tân vẫn còn những cái tài liệu rất là lâu trước đó, kể cả những video mà trước mà Tân học thuyết trình đó, 2021 đó, thì lát Tân sẽ chia sẻ câu chuyện mà nhờ câu chuyện truyền cảm hứng đó từ thuyết trình mà Tân có cái bước thay đổi đến bây giờ thì. Và trong cái lớp thuyết trình đó có những anh chị hiện tại vẫn đang tham gia hành trình nhà lãnh đạo hạnh phúc này, vui khai giảng cùng học với Tân, cùng ngồi với Tân buổi hôm đó. Nhưng mà tại sao bây giờ các anh chị vẫn phải đi học của Tân, đúng không? Chúng ta có phải học cùng lúc không, nhưng mà ai xuất phát? Thì lát mình sẽ chia sẻ câu chuyện đó với các anh chị, đúng không? Nên là anh chị nhận thức dùng Tân, à, anh chị comment đi, đó là gì ạ? Thông tin là tiền, anh chị comment giúp Tân đi, à, hay tiền là thông tin cũng được, thì anh chị chỉ cần có một cái nhận thức đó là được. Đến chị những cái buổi mà Tân chia sẻ này, anh chị nhận thức à, đây là gì, đây chính là cái tài sản, thì Tân tin là anh chị sẽ làm đó chắc, đúng không? Và Tân nói rồi, đó là tại sao anh chị nên chia sẻ vào tấm mắt mở ra, thì nó giống như là câu chuyện mà cái ao á, đúng không? Nước vào rồi thì nước nó phải ra, bởi vì nước nếu mà chúng ta không có khơi dòng ra thì cái ao nó sẽ bị tù, đúng không? Và vi sinh vật nó sẽ không đa dạng, hay là càng ngày càng tù thì nó càng hôi, đúng không? Và ít con gì nó sống được, hay là biển chết đó. Biển chết là nước chỉ vào thôi, nước không ra, thì nước nó càng ngày càng mặn thì nó tạo ra biển chết. Nhưng mà cũng là một cái dòng sông đó nó đổ ra sông Jordan thì sao, nó vẫn chạy liên tục á, thì nó rất là trong lành, đúng không? Thì ở đây chúng ta chia sẻ vào tâm đắc ngộ ra để chúng ta khơi, thực ra cũng khơi dòng nó cũng cho đi đó chị. Và sau này anh chị là một cái người chia sẻ mà, thì anh chị dạy có thông tin anh chị chia sẻ, đúng không? Nên là anh chị nhận thức dùng Tân là tiền là thông tin, à, là thông tin là tiền, thì thông tin mà anh chị sẽ học tập ở đây, anh chị sẽ học rất là tốt, và anh chị sẽ có cái bước chuyển hóa trong cái lộ trình này, được chưa? Và tặng cho anh chị hai cái câu này để anh chị làm cũng có thêm cái nhận thức của anh chị nữa ha, đó là gì ạ? Tiền, à, dạ, tiền tụ về, tiền từ người, à, anh chị ghi ha, anh chị ghi cái này, đó là tiền từ người có ít thông tin tụ về người có nhiều thông tin, tiền từ người có ít thông tin tụ về người có nhiều thông tin, anh chị ghi xuống ha. À, thường lệ anh chị ghi lên chat luôn để đồng đội mình mà đôi khi chưa kịp á thì có thể là xem cái câu của mình á, họ theo kịp đó. Tiền từ người có ít thông tin tụ về người có nhiều thông tin, hay là tiền từ người có ít kiến thức tụ về người có nhiều kiến thức đó. Tiền từ người có ít kiến thức tụ về người có nhiều kiến thức, và thời đại này là thời đại của thông tin, anh chị nhận thấy được đó, thời đại của thông tin. Nhưng Tân sẽ làm rõ thông tin nó cũng có là tài sản và tiêu sản, à, thì Tân sẽ chia sẻ chị về cái câu chuyện mà Tân được truyền cảm hứng từ năm 2021 anh chị ha. Dạ, anh chị có muốn nghe câu chuyện nào mà anh chị nào muốn nghe câu chuyện
mà nhờ câu chuyện đó mà Tân đã có cái bước chuyển mình từ một người rất là, lúc đó thực ra là mùa dịch anh chị, mùa dịch lúc đó khoảng tầm tháng 9, Tân còn nhớ là tháng 9 2021. Thì Tân cũng khá là nhút nhát, là lúc đó mình không dám nói chuyện, không dám nói đi Lâm Đồng là rất là sợ, nói chung là còn là sợ, giống như hay hay nói là cái nỗi sợ mà đứng trước đám đông anh chị nó còn sợ hơn sợ chết nếu như anh chị không học thuyết trình đó. Có anh chị nào có thấy điều này không? Bây giờ mà kêu mình lên nói mà trước quá trời người á, đúng không? Mình rất là sợ đúng không? Zoom thì cũng đỡ hơn, Zoom thì thực ra là mình nhìn vô cái màn hình thôi, nhưng mà mình đứng trước một cái hội trường này kia đi, đúng không? Thì có phải là mình tay đập chân run không? Đó, rồi lúc đó Tân cũng chưa có đầu tư này, mình cũng không có cái mục tiêu rõ ràng. Mối quan hệ thì lúc đó cũng chưa có những mối quan hệ chất lượng. Nhưng mà nhờ những cái khóa học mùa dịch đó đó, thì bắt đầu Tân gặp người thầy của Tân, và cái câu chuyện truyền cảm hứng này đã giúp Tân một cái động lực rất là lớn để Tân đôi khi nhờ câu chuyện anh chị chúng ta, đôi khi trong cuộc đời chúng ta chỉ cần họ có những cái câu chuyện mà giúp đổi đời anh chị, có những câu chuyện mà giúp ai đó họ họ đổi đời những câu chuyện, bởi vì họ họ nhớ, mỗi lần họ nhớ cái câu chuyện đó, họ nhớ hình tượng đó, họ làm. Anh chị có nghe không? Ví dụ như là anh chị biết là chủ tịch của tập đoàn Hyundai không? Cuốn sách đó là gì ạ? Đó là cuốn sách là không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Anh chị có nghe cuốn sách đó không? Anh chị nghe cuốn sách đó không? Chủ tịch Hyundai Chung Du Dung á. Anh chị nào đọc cuốn đó không? Rất là nhiều câu chuyện anh chị, những cái vĩ nhân á, những người nổi tiếng họ đều có cái câu chuyện, họ đều có cái câu chuyện truyền cảm hứng cho họ đó anh chị. Thì cái chủ tịch của Hyundai, Hyundai to đúng không? Hyundai là một tập đoàn rất lớn của Hàn Quốc. Thì chủ tịch Hyundai có một cái câu chuyện là con rệp, nên chị đọc cái cuốn đó nha, là con rệp. Cái lúc mà ổng ngủ á, là rệp nó bò lên đến hút máu anh chị. Là bò lên hút máu, và cái lúc này thì đã phủi rồi. Tới cái độ mà làm giống như là anh chị nhớ mà ngày xưa mà để cho kiến hôi lên bắt đầu mình bôi rồi đó, hay là mấy cái chặn chén á, là để ở dưới cái chặn chén là bốn cái chân, là bốn cái tô hay bốn bốn cái chén mà bỏ nước đúng không, để kiến nó khỏi bò vô anh chị nhớ không? Là nó cách ly ra đó thì nó không vô được nhớ không? Thì ông cũng làm với rệp vậy đó, để rệp nó không bò vô, mà biết không, xong ông đi ngủ, xong ông đi ngủ nha, mà sao rệp nó vẫn bò lên người ông ấy. Ông mới nhìn xuống là ủa, dưới cái chân giường là đã cách ly hết rồi mà sao nó không bò được. Thì lúc này nhìn lên mái nhà, nhìn lên nóc nhà anh chị, con rệp nó tới cái độ là nó bò lên nóc nhà và nó thả mình xuống để nó hút máu. Thì ông thấy trời, sao mà con rệp mà nó có một cái mục tiêu mãnh liệt như vậy để nó hút máu được ổng, mà sao lại mình lại không làm được, đúng rồi. Nhờ câu chuyện đó thôi mà chủ tịch Dung Du Dung cứ mỗi lần nhắc đến con rệp là ổng có thêm động lực đó mà. Nên trong cuộc đời anh chị chúng ta đâu đó chúng ta có những câu chuyện, anh chị có thể có những câu chuyện để và anh chị lấy làm cái cảm hứng, hay là nhắc nhở bản thân mình đó. Hay là chúng ta có thể gì vậy thân tập thêm những cái vĩ nhân đó anh chị, rất là hay, những câu chuyện rất là hay. Hôm nay thì Tân sẽ chia sẻ cả nhà mình một câu chuyện cũng này là trong lớp thuyết trình anh chị, trong lớp thuyết trình, và trong đó thì vẫn nhấn mạnh đó là gì, thì thuyết trình cũng vậy thôi, đó là mình dạ mình biến cái thông tin, mình cũng có nhận thức là mình biến cái thông tin là những cái gì mình học được anh chị, để dạy thuyết trình là mình đưa ra mà đúng không, mình chia sẻ mà. Nhưng mà có nhiều người họ vậy, họ không chưa có ý thức về đó là đó là thông tin, đó là tiền, nên là họ vẫn chưa làm. Và đôi khi có nhiều người học rất là nhiều, nhưng mà đừng có nói học là tài sản chị, đừng nói sách là tài sản hay là kiến thức là tài sản, nó chỉ là tài sản khi chúng ta biết ứng dụng vận dụng nó thôi. Và thời đại này là thời đại của công nghệ thông tin, và nếu như ai biết ứng dụng anh chị thì đó là tài sản, nhưng nếu như ai không biết ứng dụng thì nó là tiêu sản, đúng không? Và trong chương trình này Tân cũng có chia sẻ anh chị, để anh chị có thể anh chị thuyết trình được, anh chị có một cái kỹ năng để anh chị điều phối là trainer, và anh chị có thể chia sẻ được đó. Thì trong cái lộ trình này Tân đều chia sẻ hết cho anh chị, nhưng mà để bắt đầu tốt nhất thì Tân sẽ chia sẻ nhận được một cái câu chuyện để anh chị có thể hình dung về cái cách mà chúng ta đang đi. Thì cái câu chuyện là như thế này, thì các anh chị biết biết thỏ đúng không? Dạ, các anh chị có nghe về thỏ và chúng ta cũng đã thấy thỏ đúng không anh chị? Dạ, Tân mượn một cái câu chuyện về chăn nuôi ha. Dạ.
một cái câu chuyện về chăn nuôi để cùng chia sẻ với các anh chị ở đây. Thì đầu tiên là chúng ta có hai cặp thỏ các anh chị, mình thấy được không? Vậy giờ cho anh chị dễ hình dung ha. Đâu, đầu tiên là chúng ta có hai con thỏ là một cặp, một một thỏ đực và một thỏ cái. Và ở đây này là mỗi tuần anh chị, mà mỗi tuần thì cặp thỏ này cứ sau mỗi tuần á nó lại đẻ một cặp thỏ nữa. Sau mỗi tuần thì cứ cặp thỏ, một cặp thỏ ban đầu nó đẻ thêm một cặp thỏ. Và đương nhiên là thực tế anh chị thì một tuần thì thỏ đẻ kịp, nhưng mà đây là một cái câu chuyện để lấy ví dụ cho anh chị ha. Thì sau một tuần anh chị nắm ha, anh chị nắm bối cảnh ha, thì cứ sau một tuần là một cặp thỏ nó lại có thêm một, nó lại đẻ thêm một cặp thỏ nữa. Thì nhờ cái nhà mình cùng phối hợp với Tân ở đây ha, đoạn này ha, thì Tân ghi đây là một tuần. Rồi thì từ một cặp thỏ ban đầu thì bây giờ sao ạ, chúng ta có hai cặp thỏ đúng không anh chị? Rồi anh nhờ anh chị có thể là cùng phối hợp tính toán ha, cùng với Tân đoạn này ha anh chị. Dạ. Và cứ sau mỗi tuần thì một cặp ban đầu lại có thêm một cặp, thì bây giờ tuần thứ hai thì nó có bao nhiêu ạ? Dạ, tuần thứ hai có bao nhiêu cặp ạ? Em con Dạ anh chị có thể comment ở chat luôn ha, để Tân sẽ đọc số ra ở chat luôn này. Cứ mỗi tuần là nó tăng lên gấp đôi đúng không ạ? Thì tuần thứ hai chúng ta sẽ có là 4 cặp đúng không ạ? À, chúng ta tính lên cặp ha, 4 cặp. Tuần thứ ba, 3 tuần, 3 tuần thì chúng ta có bao nhiêu cặp ạ? Rồi 3 tuần 8 cặp. Dạ. 4 tuần thì sao ạ? Bốn tuần chúng ta có bao nhiêu ạ? Anh chị tính giúp Tân ha. Tân sẽ coi trên ô chat và Tân sẽ điền vào. 16 cặp. Rồi. Anh chị cứ tính liên tục ha. 5 tuần là 32 đúng không ạ? 6 tuần là còn ít thì Tân có thể là Tân chắc Tân tính được. Nhưng mà nhiều nha, anh chị bấm máy tính giúp Tân ha. 64 đúng không ạ? 7 tuần. Cái này là vì hơi lố giấy. 64 là nhiêu rồi anh chị? 128 hả? 128 đúng không ạ? Rồi, anh chị 128 cặp. 8 tuần ạ. À. Tám tuần là 256 cặp. Rồi. 9 tuần. 9 tuần là 512 cặp thỏ. Mua thêm giấy ha. Rồi. Tuần thứ 9 rồi, tuần thứ 10 ạ. À. Hay quá, dạ quá trời luôn chị ơi. 1024 cặp. Tuần thứ 11 ạ. À. Chúng ta sẽ tính tới tuần 20 ha. Anh chị tính lần nữa. 2048 đúng không? Cặp. Dạ. Tuần thứ tiếp tục anh chị, mình sẽ tính tới tuần thứ 20 ha, là 4 4096 cặp. Rồi, 13 tuần này, 14 tuần này, 15 tuần này, 16 tuần này, 17 tuần này, 18 tuần. Anh chị tính lần lượt, Tân sẽ ghi luôn một lượt anh chị.
Em chị đấy, 50 tuần, 21 luôn, 21 tuần. Câu chuyện này nó thú vị lắm anh chị. Giống như cô vô 8 tuổi vậy đó. 13 tuần là chúng ta có là 8.192 cặp thỏ. Rồi, tiếp tục ạ. Tiếp tục nha anh chị, bấm máy tính nè. Anh chị cứ bấm máy tính nhân đôi nhân đôi vậy đó. 14 tuần bao nhiêu ạ? 14 tuần. Cặp. 32 đúng không anh chị hiểu? 32 mấy đây? 8 6 7 đúng không? Anh chị bấm máy tính lên, cứ nhân đôi anh chị cứ bấm lần nhân 2 đó. 7 lần nhân 32 đúng không? Đếm thỏ còn mệt. Dạ, tiếp tục ạ. À, tuần 16, tuần 17, tuần 18, tuần 19 thì thế nào ạ? À? Thỏ đẻ thế nào ạ? À? Các anh chị tính luôn là sao anh chị ra chưa anh chị? Ồ, thì chỗ này đôi khi nó bị hơi nhỏ thôi. 65.000 năm 5 6. Dạ, tuần 17 ạ. Chỗ này là phải chừa ra, chỗ này tới số hàng triệu đây nè. Tuần 17 sao chị? Tuần 17 là 1 Tuần 17 có thiếu số 0 không? 65.000 rồi. Nhà tuần 17 bao nhiêu ạ? Này là 2.000. 2.000. Này là 1 này. Nhiêu anh chị? Này cũng là 1 này. Không. Một ba một đúng không? 131.000, 112 cặp và tuần 18 ạ. Tuần 18, 4 2 2 2 6 2 đúng không chị? Đúng không chị? Tiếp tục ạ. À. Đó là anh chị thấy con số nó lớn dần chưa? Chỗ này nó chỗ này mình vui ở đấy. Tuần 18 là tuần 19 ạ, tuần 19. 524 nghìn 448 cặp. Rồi, tuần 20 ạ. Tuần 20 là 6 này. Nhân là 9 đúng không? 9 8 8 4 0 1 1 triệu 0 trăm. Rồi, tuần 21. Chúng ta tính tới tuần 21 ha. Tuần 21 ạ. À. Còn 21 bao nhiêu ạ? Bấm máy tính làm gì vậy? 2 này. 9, 8 này. 9 này. Hay quá. Cảm ơn chị nha. 7 này.
9 này, 0 này, 2 triệu 097.700, 792. Anh chị thấy gì ạ? Và đây là sức mạnh của việc làm ngay. Anh chị thấy điều gì ạ? Ban đầu chúng ta có ở đây là, và chúng ta có gì ạ? Ban đầu ở đây chúng ta có là một cặp họ, và cứ sau mỗi một tuần á thì cặp họ ban đầu nó thì nó lại sinh thêm một cái cặp họ nữa, và cứ sau mỗi tuần á lại cứ sinh thêm một cặp họ nữa, và gì ạ? Và tới tuần thứ 21 á thì chúng ta có là 2.097.792. Và cái bài học ở đây anh chị đang được học ở đây đó là bài học của việc làm ngay. Và ngày hôm nay ấy, ngày hôm nay có nhiều anh chị cùng có thể là học chung với chúng ta trong cái chương trình này, nhưng mà đâu đó có người hành động và có người chưa hành động, và có, và tương lai cũng sẽ vậy, sẽ có những người có kết quả và chỉ có những người vẫn cứ chờ đợi. Thì ví dụ nếu như ai đó đang chờ đợi thì Tân sẽ làm ví dụ đây để anh chị dễ hình dung này. Cũng cùng là bắt đầu xuất phát là chúng ta học chương trình này đúng không, và chúng ta có bài tập để chúng ta làm đúng không, nhưng mà có nhiều anh chị ấy, cùng học chung nhưng mà chưa làm thì sao? Thì đây có người bắt đầu họ đi, ví dụ như là Tân nói đại diện đi, là những anh chị là làm bài tập đó, là những anh chị mà gì ạ, một một á, anh chị đang tư vấn huấn luyện cùng với Tân một một, và các anh chị làm bài tập thường xuyên và anh chị đã bắt đầu, thì đây thì chúng ta cùng học như nhau, nhưng mà có người ấy, họ vẫn nghĩ là à, đây là một điều, một chương trình bình thường thôi và họ không làm đúng không, thì họ vẫn chờ. Thì lúc này vậy, bên một một họ đã đi rồi, họ đi một tuần thì lúc này họ đã có 2 cặp, và bắt đầu tới tuần thứ 2 thì lúc này bên chương trình và bên chương trình một một thì họ đã lên đó là 4 cặp, thì cái lúc này cái lúc này vậy thì cái người này họ mới giật mình, ô chị được 4 cặp rồi à, tôi phải bắt đầu ngay, tức là tôi phải mua thỏ về tôi nuôi, bởi vì thấy người ta nuôi được 4 cặp rồi thì bây giờ tôi vậy bắt đầu tôi nuôi. Thì ở đây chúng ta cách nhau 2 tuần đúng không ạ, chúng ta có bốn, đây có 4 cặp rồi, nhưng mà bây giờ bắt đầu nuôi là mới mua về thôi, thì nó có như 2 cặp, một cặp đầu tiên và bắt đầu đi như vậy. Thì tới tuần thứ 3 thì lúc này bên vậy, bên các anh chị một một thì đã có là 8 cặp rồi, thì lúc này mình chỉ có gì ạ, 2 cặp thôi, nhưng mà chưa dừng lại ở đó chị, chưa dừng lại ở đó, cái sức mạnh nó nằm ở đây anh chị, cái sức mạnh nằm ở đây cách nhau 2 tuần đúng không anh chị, thì cái lúc này, cái lúc này các anh chị bên chương trình tư vấn huấn luyện một một á, các anh chị tới tuần 21 à, và các anh chị có là 2.097.792 con, thì cách nhau 2 tuần mà, thì cái lúc này nè thì mình nuôi sau anh chị, mình nuôi sau, lúc này mình có nhiêu ạ, mình nuôi sau lúc này mình có 524.448 con. Có phải là họ đi trước mình có 2 tuần, nhưng mà vậy cái số lượng thỏ của họ đã gấp 4, gấp 5 mình rồi. Các anh chị thấy điều gì mà họ đi trước mình có 2 tuần thôi mà bây giờ số thỏ của họ đã gấp 4, gấp 5 mình rồi. Và nếu như anh chị nuôi chậm hơn sau 3 tuần sao? Chậm hơn sau 3 tuần. Anh chị vẫn chờ đợi và tới gì ạ? Chờ họ có kết quả thì anh chị mới làm. Sau 3 tuần thì lúc này họ đã có 2 triệu mấy con rồi. Thì chúng ta mới có 267, 62 nghìn con thôi. Họ gần như là gấp 10 lần đó anh chị. Gần như gấp 10 lần. Và anh chị biết điều gì không ạ? Anh chị biết điều gì không? Có nhiều người anh chị, họ vẫn thờ ơ, họ vẫn chưa nuôi anh chị, họ vẫn chưa nuôi, họ vẫn chưa bắt đầu, ví dụ vậy. Họ có họ chưa học, và có người ấy, học nhưng mà họ cũng không làm bài tập, thì cái lúc này không phải là gì sau 3 tuần nữa, mà họ để 1 tháng, để 1 tháng thì họ mới nuôi anh chị. Họ đã nuôi tới đây rồi 16 cặp thì bắt đầu, mới bắt đầu nuôi, thì cái lúc này ở những cái tuần đó, lúc này thì cái người đi trước đó, họ đã được 2 triệu con rồi, thì cái lúc này 1 1 2 3 4, sau 1 tháng vậy là 4 tuần, thì lúc này mình có 131 con à. Lúc này gì đó, người ta đã hơn gấp 20 lần anh chị. Và có nhiều anh chị á,
vẫn gì ạ, vẫn chưa nuôi. Đôi khi các anh chị để gì ạ, 2 tháng, 2 tháng thì sao, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 tháng thì người ta 2 triệu, anh chị mới có 8.000 thôi. Và có nhiều anh chị để đôi khi 3 tháng, anh chị để 3 tháng anh chị mới gì ạ, bắt đầu làm, mới bắt đầu học, mới bắt đầu làm. Thì lúc này một thêm này, 1 2 3 đây nữa, 3 tháng nằm ở đây anh chị, thì anh chị mới có 519 con, trong khi người ta đã có 2 triệu rồi. Và cái chương trình nhà lãnh đạo của chúng ta thì là 6 tháng anh chị thưa, đây là 3 tháng này, 6 tháng, 6 tháng là chưa nuôi luôn anh chị, đây này, 6 tháng là chưa nuôi luôn, bởi vì 21 21 tuần thì tương ứng với khoảng đồng là chia 4 thì là 5 tháng chứ mấy. 6 tháng là chưa nuôi luôn anh chị, là người ta đã có kết quả rồi mà đôi khi anh chị còn chưa nuôi nữa. Các chị chưa bắt đầu, các chị chưa nuôi nữa. Và tân tin một điều, các anh chị đồng hành cùng với nhà hành trình, với hành trình đó là nhà lãnh đạo, anh chị có những phương pháp mà tân đã ứng dụng hiệu quả trong chương trình chạy bộ, anh chị thấy đúng không? Gia tốc gì trong 21 ngày chạy được 21 km đúng không ạ? Và chỉ trong một buổi thôi thì anh chị đã squat được 1.000, 2.000, 3.000 cái. Trong khi đó họ vậy, nếu như họ để họ tập một mình á thì đôi khi mấy tháng họ mới làm được cái điều đó. Nên là trong cái lộ trình này chúc mừng các anh chị, anh chị nếu gì nào gì ạ, các anh chị tin tưởng và các anh chị đã tham gia thì đây sẽ, trong này sẽ có phương pháp để giúp anh chị gì ạ, anh chị phát triển còn vượt bậc hơn, còn nhanh hơn nữa. Nên là ở đây anh chị thấy điều gì ạ, đôi khi chúng ta cũng cùng học với nhau, cũng ngồi chung trong một lớp, nhưng mà vậy cái tâm thái học khác nhau, tâm thái học khác nhau. Đôi khi chúng ta học và sau đó chúng ta không làm, chúng ta không hành. Có người học xong thì làm ngay, mà có người học xong không hành thì có phải đi trước vậy, họ đi trước mình có 1 tháng thôi là đã gì ạ, là đã gấp mình 20 lần. Họ đi trước mình 2 tháng thôi, mình có 8.000 ở đây mà 2 triệu, anh chị thử chia coi biết mấy chục lần. Và trong lộ trình này nhiều anh chị đôi khi anh chị vẫn nghĩ là gì ạ, nghĩ là bình thường thôi. Thì sau 6 tháng anh chị còn chưa nuôi nên người ta sẽ có thành quả đây, và anh chị chưa có gì hết. Nên đây chính là sức mạnh của việc làm ngay anh chị, sức mạnh của việc làm ngay, sức mạnh của hành động. Chúng ta biết và chúng ta làm ngay. Nên ở đây là gì ạ, nếu như ta trì hoãn thì chúng ta sẽ trả giá, hay chúng ta thờ ơ thì chúng ta cũng sẽ trả giá. Và đôi khi chúng ta nghĩ là chúng ta không có làm thì nó mất gì đâu. Ví dụ mình nghĩ là ví dụ như tôi không làm mất gì đâu, các anh chị mất đó, anh chị không mất tiền, anh chị không mất tiền, nhưng mà anh chị mất một cái điều á, anh chị mất chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội nếu vậy, chi phí cơ hội nói như vậy, ở đây các chị cũng là đầu tư bất động sản đúng không, cũng là cùng một cơ hội đó. Nếu như vậy, nếu mà tôi tham gia thì có thể tôi đã có thể nhận được cái phần thưởng rồi đúng không? Cái chúng ta mất đó, là chúng ta mất cái chi phí cơ hội, là chúng ta đánh mất là cái thời gian anh chị. Nên anh chị nào trân quý về thời gian với chính mình thì anh chị cái một điều thôi, anh chị hãy hành động ngay, làm bài tập nhỏ thôi mỗi ngày thôi, đó, những bài tập nhỏ mỗi ngày thôi, nhưng mà nó sẽ rất là khác biệt. Và lúc mà Tân rất biết ơn cái câu chuyện này, bởi vì cái lúc đó Tân học câu chuyện này là không phải Tân học trực tiếp, mà Tân vô bị trễ, Tân học lại qua video thôi anh chị, là Tân chỉ học lại qua cái video thôi. Lúc đó vô thì bị trễ câu chuyện thì thầy nói anh vô trễ cái vậy mai anh xem lại video nha. Mà Tân xem lại video đó là xong, Tân tâm đắc quá tới độ mà Tân xem 10 lần anh chị, mà tới giờ Tân vẫn lưu video đó và Tân vẫn xem để Tân nhắc nhở mình. Trong đầu tư vậy anh chị, đầu tư anh chị biết đúng không, cái trong đầu tư vậy thôi thì cái người đầu tư trước rồi đó. Đó, họ đã đầu tư, họ nhận thành quả rồi, tới đây rồi mình còn còn gì, mình còn trì hoãn, mình còn ngại, mình còn sợ, trong khi người ta đầu tư rất là nhiều đúng không. Và từng nói một cái câu chuyện dễ hiểu thôi, đối với chạy bộ thôi, thì lúc trước đi, ví dụ mình không chạy à, lúc trước mình Tân với một người bạn nó cũng chạy cùng với nhau, lúc đó cũng khoảng tầm năm 2021 anh chị, là Tân với một cậu bạn, một cậu em cũng chạy bộ cùng với nhau. Lúc đầu thì cũng chạy bằng nhau thôi, mỗi người là chạy cũng 5 cây 7 cây cũng bằng nhau hết anh chị, là chúng ta xuất phát điểm bằng nhau đúng không. Nhưng mà sau đó Tân ngừng lại, sau đó Tân ngừng lại anh chị, dịch rồi này kia, cái mình về nhà rồi mình cũng làm biếng anh chị, mình không chạy.
Rồi sau đó bắt đầu mình coi Facebook, bắt đầu anh chị biết điều gì không ạ? Xong cái cậu em của tôi nó chạy 10 cây. Trời ơi, 10 cây rồi hả? Xong gì biết anh chị, sau vài tháng sau chạy 21 cây, mình cứ hút 21 cây lẻ trời. Rồi anh chị biết điều gì nữa anh chị? Sau vài tháng sau chạy 42 cây mà nó trời ơi. Trong khi mình anh chị mình vẫn 5 cây tèn 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 gì đó, bởi vì mình không có một cái mục tiêu để mình phấn đấu anh chị. Mà mình muốn tập, mà nói trời vì nhanh từ ngày nào đó còn chạy với mình là có 5 cây 7 cây à, mà bây giờ chạy 21 cây, chạy 42 cây, lúc tân ngưỡng một cực kỳ luôn anh chị, bởi vì lúc đó mình làm không được. Anh chị hình dung không, anh chị chạy rồi anh chị biết đúng không, lúc đó mình làm không được, mình ngưỡng mộ lắm, mình nói trời tại sao mà anh chị thấy này, nên nó đôi nhau, ví dụ như chúng ta cùng nhau xuất phát điểm ở đây là gì ạ, là 1 km hay là 5 km đi, 5 km, sau đó mình cứ tèn tèn 5 km, họ bắt đầu họ lên 10 cây anh chị thấy không, bắt đầu họ lên 21 cây. Bắt đầu họ lên 42 cây, tới lúc 42 cây gì vậy? Mình mới thấy ủa họ làm được 42 cây, bắt đầu lúc này mình mới chạy được 10 cây đây thì họ lại tăng lên. Anh chị nhận ra điều gì không ạ? Nếu như chúng ta vậy nè, dùng cái câu chuyện marathon đó thì anh chị thấy là nếu như họ vẫn đi với một cái tốc độ đó mà không dừng lại thì bao giờ anh chị đuổi kịp? Nếu như họ vẫn đi cái tốc độ đó, hay là nói về chăn nuôi này, nói về nuôi thỏ đi, nếu như họ vẫn nuôi cái tốc độ đó, họ vẫn chăn nuôi như vậy, họ vẫn nuôi tốt như vậy thì anh chị muôn đời anh chị không bao giờ đuổi kịp hết, không bao giờ anh chị đuổi kịp họ nếu như họ vẫn chăn nuôi như thế này. Hình dung là trong chạy bộ vậy, nếu như họ chạy không dừng lại thì anh chị bao giờ anh chị đuổi cho kịp à? Nhưng mà nếu như quay lại mình quản, mình biết cái quả đây rồi, mình quay lại để mình quản trị cái nhân anh chị, nếu vậy nằm ở đâu anh chị, nó nằm ở đâu, nó nằm ở ngày hôm nay anh chị ra quyết định gì, anh chị hành động đó, anh chị làm đó, đúng không? Cũng cùng nhau học cùng một lớp học, tại sao lại có những kết quả khác nhau? Bởi vì chúng ta đã ra cái quyết định đó là chúng ta làm hay là chúng ta không làm. Nên anh chị hãy rút ra bài học cho mình cái công thức, cái câu chuyện này anh chị phải ứng dụng rất, trong rất là nhiều khía cạnh đó, trong tập luyện thể dục thể thao thì cũng có thể thấy tại sao lại từ 5 lên 10 bắt đầu nó gấp đôi luôn chị, nhưng mà họ vẫn làm được, bắt đầu 21 rồi lên 42 đúng không ạ, rồi 42 lại lên 100, 100 ví dụ lên 200 giống vậy đó, gấp đôi gấp đôi gấp đôi, chị thấy câu chuyện không, bên ngoài thì nó không gấp đôi như vậy, đây chỉ là mượn cái câu chuyện này để anh chị dễ hình dung. À, để anh chị dễ hình dung nhưng mà dễ nhất anh chị mượn cái câu chuyện chạy bộ vô đây thì anh chị thấy dễ, mỗi cự ly họ nâng gấp đôi không đúng không, nếu như họ vẫn giữ tốc độ đó thì mình sẽ không bao giờ đuổi kịp. Nên ở đây trong chương trình nhà lãnh đạo hạnh phúc này là một chương trình hành anh chị, nói là bổ nhân thôi nhưng mà trong đó thì làm bài tập, trong đó chị thực hành và trong đó chị có ứng dụng, đó là anh chị chia sẻ và Tân sẽ chuyển giao cho anh chị đó gì ạ, cái nghệ thuật thuyết trình và có cả kỹ năng điều phối trainer để nên chị có thể làm một cái chương trình nên chị trở thành cái người lãnh đạo, vì leader is trainer, leader is teacher, người lãnh đạo phải biết đào tạo, người lãnh đạo phải biết dạy dạy lại cho người khác để làm được như họ, để nhân bản, bởi vì những người thành công họ biết một điều đó là gì, đó là dù họ thành công tới đâu thì họ cũng sẽ bị giới hạn, chỉ còn một cách thôi, đó là họ nhân bản người khác, họ nhân bản người khác có thể làm được như mình. Thì các anh chị kinh doanh tốt á, thì nếu anh chị làm một mình á, anh chị làm rất là cực, nhưng mà anh chị biết cách nhân bản những người khác để họ làm được giống anh chị thì lúc này anh chị khỏe không, đúng không, anh chị khỏe không thì họ có người làm thay rồi, các anh chị cũng vừa rất là khỏe, nên anh chị phải biết cái cách để anh chị chia sẻ, biết thuyết trình. Nên là ở đây gì? Học một lần à, đối với chương trình này Tân tặng anh chị cái tâm pháp này ha, đó là học một lần nhưng mà trọn đời chuyển hóa, chúng ta học một lần nhưng mà chúng ta trọn đời chuyển hóa thì nó chỉ là một ý niệm thôi, một cái nhận thức thôi anh chị, tùy anh chị, nếu như anh chị có nhận thức này anh chị sẽ làm, học một lần giống Tân vậy đó. Tân nghe câu chuyện đó xong là Tân quyết liệt là Tân học cái lớp thuyết trình đó, và lúc đó anh chị biết không ạ, lúc đó Tân học thuyết trình cái lớp đó là khoảng tầm 50 người anh chị, 50 người, 50 người mà các anh chị, nhiều anh chị đi làm rồi, anh chị đi làm lâu rồi mà nhiều anh chị hay lắm, nói rất là hay, mà mình là mới tân, mình không biết thuyết trình là cái gì hết trơn, nhưng mình có một cái niềm tin là mình muốn thuyết trình được, và thầy nói là à, có công thức, thuyết trình có công thức như vậy, nó giống như chúng ta được
công thức quy trình đó, chúng ta chỉ cần đưa cục thịt bò từ bên này qua đầu bên kia là có một cây xúc xích, thì từng có một niềm tin đó thôi, rất là mình học thôi. Và trong cái lớp đó thì có một cái cuộc thi, đó là ai chiến thắng cái cuộc thi đó đó thì sẽ được tặng một cái khóa học có tên là Trainer Trainer trị giá 1.000 đô. Và lúc đó Tân chưa giỏi thuyết trình, nhưng mà Tân có một cái mong muốn là Tân muốn chiến thắng cuộc thi đó, bởi vì mình tích mình học Trainer Trainer để mình trở thành một cái nhà điều phối sân khấu lớn. Anh chị nghe Trainer không? Và và mình tiết kiệm 1.000 đô thay vì mình phải kiếm 1.000 đô mình đi học. Thì cái lúc này có phải là tiền là thông tin không anh chị? Thay vì nếu anh chị đi kiếm 1.000 đô để anh chị học á, thì bao giờ anh chị kiếm được? Và cái khóa đó nó qua cơ hội thì sao, đúng không? Nên là Tân có một cái mong muốn là làm sao để Tân thắng cái cuộc thi đó đó. Thì Tân ứng dụng cái bài học câu chuyện nuôi thỏ này đó anh chị, mình quyết định mình làm thôi. À, có 3 ngày để chuẩn bị cái cuộc thi đó, có 3 ngày để chuẩn bị, quay một cái video, có 3 cái video để chọn và mô phỏng 3 video. Bài tập là bài tập mô phỏng 3 video, thì cho chọn video nào cũng được, mô phỏng y chang cái video đó. À, thì 3 ngày anh chị, thì Tân dành trọn luôn 3 ngày, có một cái chữ đó thì 3 ngày tặng anh chị cái chữ này này. Thì lúc này Tân nằm, mùa đó cũng là mùa dịch nên là cũng có nhiều thời gian ha. Hồi đó là dịch ở Sài Gòn anh chị, hồi đó là khoảng tầm tháng 9 năm 2021 ở Sài Gòn á. Thì lúc đó Tân làm này là toàn tâm toàn ý, bởi vì 3 ngày mà chúng ta được 1.000 đô ngon á anh chị, hỏi vậy này, 3 ngày nếu như dành 3 ngày mà thắng cuộc thi đó được 1.000 đô thì anh chị thấy ngon không? Nếu mà ngon anh chị nào thấy ngon anh chị comment ngon. Ba ngày nếu mà thắng thì được 1.000 đô ngon, đi học trainer bằng 1.000 đô đó là học trainer nha. Đôi khi anh chị có 1.000 đô nhưng mà anh chị không học trainer cũng khác lắm. Và nhờ cái khóa trainer đó cũng giúp Tân có một sự chuyển hóa rất là lớn, bởi vì trainer là một cái đẳng cấp cao của thuyết trình đó anh chị. Trainer là một đẳng cấp cao của thuyết trình nữa, là một nhà điều phối á. Thì Tân dành đến đây này toàn tâm toàn ý là 3 ngày đó, Tân dành Tân đắm chìm vô cái video mô phỏng và Tân sẽ thuộc cái trang. Ngày đầu tiên Tân nhớ này, ngày đầu tiên là Tân, tại vì cái video đó khoảng tầm là đâu 10 phút hay gì á, là Tân ghi ra cái lời, bởi vì mình nói y chang mà, phải ghi ra cái lời của cái người diễn viên đó, họ nói là ghi ra cái lời học thuộc cái lời nha. Ngày thứ hai là bắt chước là họ nói cái gì á, là mình bắt chước, không chỉ là bắt chước cái lời nói chị mà bắt chước cái động tác. Thì anh chị thấy ngôn ngữ hình thể của Tân cũng ok không? Thực ra mình học mình mô phỏng những người khác anh chị, mình thấy ví dụ họ làm sao thì anh chị tập đi, đừng ngồi không nữa, mà ví dụ mình ngồi, ví dụ như này họ chia sẻ họ giơ tay như nào, anh chị cứ giơ tay như vậy. Đang học đó anh chị tận dụng luôn cái thời gian là lúc mình đang học là mình đang làm, anh chị hình dung không? Lúc mình đang học là mình đang làm, mình đừng có ngồi mình ghi rồi mình chờ. Nhiều người á họ không đạt, họ thuyết trình chưa ngon gì, họ cứ ngồi họ chờ để họ có cơ hội để họ làm bài tập không. Nhưng mà Tân học ngay cái khúc mà cái người chia sẻ họ nói thì Tân làm luôn. Cái mình coi video mình thấy cái ngôn ngữ hình thể hay quá, chém gió này kia cũng được, bắt đầu mình làm mình giải phóng hình thể đây anh chị, giải phóng hình thể đây, ngồi năng lượng lên đó, giải phóng hình thể đây đó. Thì thực ra là Tân được, nhưng mình thủ đắc từ cái lúc mà Tân Tân đang học thầy luôn, là mình đã thủ đắc cái phong cách luôn rồi anh chị, đừng có chờ gì hết á. Đó, thì học cả gì, học nói cho thuộc đến cả cái ngôn ngữ hình thể mà họ làm gì là y chang luôn anh chị. Và ngày thứ ba là ngày quay lại, ngày thứ ba bắt đầu mình nói á, mà mình nói là mình quay lại từng khúc ha, mình dụng tâm tới độ mà mình còn ghép video và mình còn lên còn làm nữa. Mình lấy một cái số khúc, một cái số đoạn phân cảnh á, mình ghép vô nữa anh chị, những cái la ghép vô đó, là dụng tâm không? Rồi xong đó Tân làm ra, anh chị muốn coi video đó không? Các anh chị nào muốn coi video, Tân sẽ gửi cái video gốc cho anh chị. Tân sẽ gửi cái video mà Tân làm cho anh chị muốn coi không? Có Để xem là những giai đoạn đầu Tân làm thế cái nào. Và Tân vẫn cái lúc mà Tân học thuyết trình đó là Tân có bài tập, nên là Tân trưởng thành, Tân mới là trưởng thành nhờ bài tập anh chị, chứ không phải tự nhiên mà trưởng thành đâu. Là những cái video mà bài tập á Tân vẫn còn lưu trên YouTube kìa, là mình sẽ coi lại được cái quá trình là hồi đầu mình như thế nào mà bây giờ mình như thế nào, cái sự chuyển hóa, sự thay đổi của mình luôn á. Nên Tân nói chị làm bài học á được nhất thì anh chị quay video, được chưa? Anh chị cứ nói bài học đi, nói bài học ra rồi anh chị thích anh chị quay, đến anh chị lưu lên video anh chị để dành á, sau này anh chị sẽ nhìn thấy lại cái quá trình chuyển hóa của mình.
Và nói vậy đôi khi nó cũng là một cái việc truyền cảm hứng đến cho người khác đúng không? À, lúc trước tôi cũng vậy thôi, tôi cũng không đấu gì đâu, tôi cũng như bạn thôi, nhưng mà tôi đã làm được. À, thì nếu như bạn tin tưởng vào vậy, cái mục tiêu của bạn, tin tưởng vào cái chân dung của bạn về cái con người tương lai của bạn ấy, thì bạn sẽ làm được điều đó. Đấy. Ai cũng đều có thể thuyết trình được hết chị, và thuyết trình có công thức, anh chị chỉ cần nắm được công thức thôi là làm được. À, còn video luôn mà thì dụng tâm làm lắm, rồi sau đó mình cũng chả biết được hay không, như nghe thầy báo tới ngày học trainer cái thầy báo được tặng học bổng vậy đó, thế là nhảy vô học luôn. Mà lúc học trainer cũng sợ lắm, bởi vì trời ơi trước giờ học thuyết trình thì học chứ đã nói trước đám đông đâu, bây giờ lỡ trainer mà đẩy mình ra nói sao nói trời. Cũng sợ lắm á chị, nỗi sợ luôn xuất hiện là nhiều lắm, hào hứng thì hào hứng nói nhưng mà cũng sợ lắm thiệt á. Mình học trainer mình cũng sợ, bây giờ đẩy mình ra trước mọi người mình nói gì trời, kiểu vậy á. Nhưng mà hay lắm, giờ học trainer có phương pháp hết rồi anh chị. Thế là từng bước học công thức, học phương pháp, rồi có cái sân, có cái cơ hội để thực hành. May mắn của Tân nữa là cái nhân duyên cái lúc mà mình muốn á, thì tự nhiên biết sắp xếp sau đó là mình có cơ hội để mình thực hành, để mình được bay, hay gọi là bay cái lúc mình chia sẻ hay gọi là bay anh chị. Thì sau khóa trainer thì Tân bay liên tục khoảng tầm 40 mấy ngày, còn 50 ngày liên tục là mình đắm mình trong cái môi trường là mình được chia sẻ. Thì ở đó mình phân công này, cái chương trình giống như là chương trình đó là buổi sáng là hỗ trợ bên cộng đồng thầy single là 1 tiếng, 1 tiếng thì tụi Tân phải bay trước đó, tập với nhau trước đó khoảng 10 mấy ngày, rồi chương trình đó là 21 ngày anh chị, là dậy sớm là 4 giờ rưỡi dậy, 5 giờ bắt đầu là bay rồi đó, 5 giờ tới 6 giờ. Thì đương nhiên tụi Tân sẽ thức dậy sớm hơn người khác, ở lại sâu hơn người khác, là tụi Tân khoảng tầm 2 tiếng trước trước khi mà làm chương trình là nửa tiếng, và chương trình xong thì ở lại nửa tiếng để họp, thì mình dành 2 tiếng. Nên cái lúc đó nếu mà làm cũng thấy nó lúc mà làm thì mình thích mình làm thôi, chứ mình cũng chưa rõ là ở sau này mình làm trainer rồi nổi không, nhưng mà mình cứ thích mình dụng tâm mình làm thôi, bởi vì mình thấy là hỗ trợ cho mọi người có sự chuyển hóa. Các anh chị mà tham gia chương trình á, 21 ngày các anh chị cũng có nhiều được những thói quen tốt, anh chị chuyển hóa, thế mình dụng tâm như mình làm thôi, cũng chả biết được không. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì cũng nhờ những chương trình đó mà mình trưởng thành hơn. Nó bay liên tục vậy đó, là ứng dụng triệt để luôn. Nên là nhiều anh chị nha, nhiều anh chị Tân vẫn chia sẻ vậy đó, nhiều anh chị học thuyết trình, học thuyết trình xong anh chị vẫn không thuyết trình được. Có mà chị Nga học thuyết trình này đúng không, chị Nga học thuyết trình chưa, Có, chị có nghe lớp thuyết trình bằng cả trái tim. nghe hay là được học trực tiếp chưa ta? Chưa, chị chưa được học trực Chưa tiếp. hả? Nhưng mà chị thấy là nhiều người học thuyết trình xong vẫn chưa thuyết trình được, Để nhiều người học trainer xong vẫn chưa có kỹ năng trainer đúng không? bay đúng không? Vậy nó Bản nằm ở thân đâu mình anh chị? Vậy bí quyết nằm con ở người đâu? Học như nhau mà, chúng ta học như nhau, kiến thức như nhau, nhưng mà bí quyết nằm ở đâu anh chị? làm bài tập Làm bài tập, môi trường nữa. Nên ở đây nhà lãnh đạo hạnh phúc là nơi tôi nói là và kiến tạo môi trường thôi. Và anh chị trưởng thành nhờ bài tập, thì từng bắt chả bắt ép gì, bởi vì nếu anh chị là giống như anh chị chỉ học ngang thì anh chị làm bài tập cũng được, bởi vì đâu có gì ràng buộc cam kết đâu. Nhưng mà đối với gì ạ, các anh chị là tư vấn huấn luyện một môn á, thì đây là bài tập với các anh chị, bởi vì Tân có một cái sự cam kết là gì, đó là anh chị cam kết cùng với Tân thì cái khoản tiền đóng gì thật là giống như cam kết thôi. Nếu anh chị làm đúng như những gì Tân hướng dẫn mà sau 6 tháng anh chị thấy là không có sự chuyển hóa, tìm lại các anh chị, Tân hoàn tiền lại các anh chị luôn. Và cái này là cam kết bọc thép, nên hôm nay Tân vẫn sẵn sàng để Tân nói điều này, và sẽ có chấm điểm nha, cái chị nghe lưu ý có chấm điểm nha, là anh chị được miết 10% thôi, và Tân có chấm điểm nha anh chị, bởi vì phải đảm bảo anh chị là làm đúng như Tân hướng dẫn chứ. Là nhỏ thôi, đó là bài tập bài học Tân bắt mù ra là chính, rồi sau đó sẽ có những cái khóa về thuyết trình này kia thì sẽ chia sẻ, và cứ mỗi lần anh chị chỉ cần rút ra cho Tân là bài học Tân bắt mù ra là xong, làm bài tập được chưa? Và Tân cũng tạo điều kiện để anh chị cũng có thể được bay, anh chị thấy không, tạo điều kiện để các anh chị có thể được bay, và anh chị ngoài cũng vậy, Tân vẫn sẵn sàng hỗ trợ, anh chị có thể tham gia thì anh chị có thể cùng kết nối với Tân được không ạ? À? Đó thì toàn tâm toàn ý anh chị, nên là nhiều lắm, cái giai đoạn đó là nhiều cái điều mà nó cũng hỗ trợ mình. Và sau đó thì Tân đầu tư bất động sản luôn, lúc mà học xong đó thì mình cũng khoảng năm đó luôn, và cuối năm thì mình cũng bắt đầu là mình đầu tư bất động sản. Trước đó thì mình cũng ngại lắm, mình cũng không biết là thiếu kiến thức, rồi mình cũng biết là đầu tư đi sao, thì mình gặp những cơ duyên, những người anh đã đầu tư ấy, thì mình đầu tư cùng, nên là cũng nhiều lắm chị, nhiều cái mà
còn cái kết quả sau nó đến với mình lắm, từ cái lúc mà mình chuyển hóa, đó là cái lúc mình chuyển hóa. Thì đây ha, toàn tâm toàn ý ha, đó, dành cho anh chị đây, học một lần trong đời chuyển hóa. Nếu như mình có một cái ý niệm này thì tân tin là anh chị sẽ có sự chuyển hóa. Còn nếu anh chị nghĩ là ôi nó bình thường thôi, học cũng được không học cũng được, làm được không làm được, thì tân nói dù là 6 tháng hay 1 năm nữa anh chị vẫn y chang như cũ. Thì các 3 năm gặp lại lúc đó sẽ ở đây có người này, thế gọi như vậy, thế gọi là thầy là cô, mình thấy họ gọi họ là thầy là cô đó. Anh chị tin không? Đôi khi chỉ sau 6 tháng thôi họ sẽ rất là khác biệt. Nên anh chị nếu như chị chưa hành động ngay ấy, anh chị chưa hành động ngay thì anh chị cứ ngồi đó anh chị chờ đi, anh chị sẽ thấy cái sự khác biệt của những nhà lãnh đạo hạnh phúc là như thế nào. Anh chị tin tưởng điều đó mà. Nó khác biệt lắm, bởi vì trong này tôi sẽ ứng dụng những phương pháp đã thực chứng đã có hiệu quả rồi chị. Và ở đây này, đây cũng là công thức mà các doanh nghiệp hiện tại đang ứng dụng. Về cái nhân tố cũng nói đó là những doanh nghiệp 2.000, 3.000 nhân sự họ vẫn đang ứng dụng những cái tri thức này, đó là triết lý giáo dục tận gốc, giúp con người nâng tầm nhận thức về nội tâm, đúng không ạ? Về nâng cấp giá trị bản thân, nâng cấp mối quan hệ. Và những doanh nghiệp lớn họ cũng đang ứng dụng điều này và hướng tới là gì, đó là cái chia sẻ, đó là làm người làm trưởng thành, đúng không? Để từng nhớ, để từng coi là cái sơ đồ người trưởng thành coi. Anh chị còn nhớ cái đồ hình người trưởng thành không? Trưởng thành là chị Nga còn nhớ trưởng thành là gì ạ? Còn nhớ thì là đồ hình, còn nhớ đồ hình người trưởng thành không ạ? Là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Ở đây chúng ta không chỉ là chuyên môn anh chị, mà chúng ta có cả gì ạ? Đó là về quan niệm, đúng không? Quan niệm, quan hệ xã hội, đúng không? Để tôi kiếm một cái đồ hình coi, để cho anh chị coi là cái đồ hình người trưởng thành đi một tí nha. Này, chúng ta hướng đến là trưởng thành, đúng không? Ừ. Chúng ta đôi khi chúng ta quá tập trung vào chuyên môn này, nhưng mà chuyên môn chỉ chiếm 20% thôi các anh chị. Các nhà khoa học họ cũng đang nghiên cứu là chuyên môn chỉ chiếm 20%, kể cả anh chị làm một gì đó thì cái kỹ thuật á, cái kinh nghiệm ấy, 20%, còn lại là 80% là tâm lý. Đúng là đôi khi cũng học như nhau, cũng học đầu tư, nhưng mà ra có phải ai cũng đầu tư được đâu. Nó nằm ở gì, nó nằm ở tâm lý nhiều lắm. Đây, nên chuyên môn nó chiếm 20% à. Còn lại gì ạ? Đó là quan niệm 4% và quan hệ xã hội 4%. Thì ở trong này vậy, giúp cho chúng ta làm hai này nè. Đó là người thành công anh chị, người thành công là người mà người khác thích ở gần. Đúng không? Và người khác càng ở gần mình thì mình càng thành công, bởi vì duyên tới á, duyên tới. Rất là nhiều duyên thì chúng ta dễ thành công không? Và cái lúc này chúng ta có quan niệm, chúng ta có quan hệ xã hội á, thì đổi ra chuyên môn nhanh lắm anh chị. Anh chị có thể xem lại về cái học phần gọi là trưởng thành giàu năng lực ở trên kênh của Tân ha, Tân để dưới video đó. Thay vì chúng ta tập trung chuyên môn đây rồi tới để đủ hết 3 cái, chúng ta tới 50 tuổi thì chúng ta mới hoàn thiện, thì không, ngay trong lộ trình này anh chị sẽ được gì ạ? Nắm được các quan niệm, nâng cấp được quan hệ xã hội, thì lúc này mình rút ngắn được thời gian không, thay vì ở đây mất 20 năm, mất 20 năm đây này nè, 10 năm để gì ạ? Quan hệ xã hội, 10 năm để quan niệm, thì bây giờ 20 năm này anh chị rút ngắn trong lộ trình 6 tháng, anh chị cũng đã gì, anh chị cũng đã nâng cấp được ở đây rồi, được không? Nên là ở đây toàn tâm toàn ý học tập một lần chuyển hóa trọn đời. Và cái tâm thế học á, anh nói về anh chị tâm thế học, anh chị có một cái câu này, anh chị có một cái câu gì tâm niệm cho mình này, anh chị có thể ghi xuống ha. Tâm thế học tập của tôi ngày hôm nay sẽ quyết định tôi là ai trong tương lai. Tâm thế học tập của tôi ngày hôm nay sẽ quyết định tôi là ai trong tương lai. Tâm thế học tập của tôi ngày hôm nay sẽ quyết định tôi là ai trong tương lai. Ừ. Và chúng ta đặt ý niệm một lần học á, thì cho vạn người luôn, để nhân bản ra hàng vạn người trong tương lai. Nên có cái câu là gì ạ? Nên có cái câu đó là học này tặng anh chị ha, chúng ta học là học thì vạn người luôn, anh chị học nó khác lắm.
nhiều anh chị học không có chuyển hóa, với bạn chị học có một người à, học cho chính mình đó, nhưng mà anh chị nếu anh chị học này, học vì một người học một điểm, nhưng chúng ta học vì vạn người. Thì sao ạ? Học vì vạn người sao các anh chị? Chúng ta Học vạn sẽ học vạn điểm, đúng không? Luôn thấy bài học, luôn có bài học, luôn rút ra bài học. Nếu như chúng ta chỉ học vì một người là bản thân mình thôi thì mình học có điểm à? Được khi tôi giống như hợp học, thích học. Nó là học theo ý mình đó. Nhưng mà mình học vì bạn người, cái điểm cái bài đó mình khó, đôi khi mình chưa hiểu nhưng mình cũng học, bởi vì sao, não bộ nó những cái điều mới đó, nó cần gì, nó cần phải ghi nhớ trước, mà chúng ta đi cái đường mòn anh chị, làm gì mà đi được liền giờ một cái đường á, nó chưa là đường mòn thì ban đầu đi khó, nhưng mà lúc bắt đầu đi dần thì cái não bộ anh chị nó có cái liên kết thần kinh, thì sau đó mình làm rất là dễ. Nên là mình học vì bạn người á, dù là mình chưa hiểu nó thì mình vẫn học để sau này mình chia sẻ lại cho bạn người, đúng không? Nhà lãnh đạo là gì ạ? Chúng ta dẫn dắt một người, nhiều người, vạn người, triệu người, thì tâm càng lớn thì sao anh chị? Tâm càng lớn bao nhiêu thì vũ đài lớn bấy nhiêu, đúng không? Tâm chúng ta lớn thì vũ đài bao lớn. Tâm bao lớn thì vũ đài lớn bấy nhiêu thôi. Nên là anh chị đừng có dính mắc vì hiện tại là chúng ta đang làm. Chúng ta hãy gì ạ? Chúng ta không có định vị ở tương lai là chúng ta là ai. Đó. Đôi khi có một cái công thức là tôi là ai, hay là trở về không, tôi không là ai để tôi trở thành bất kỳ ai. Tôi không là ai để tôi trở thành bất kỳ ai. Nhưng mà chúng ta hay bị dính mắc là tôi là ai, tôi là một người nội trợ, tôi là một người nhân viên, tôi là về ABC, thì mình dính mắc bởi người đó thì mình đâu có là người khác được đâu. Nhưng mà khi mình không là ai á, mình trở về không, anh chị trở về không, thì khi không là ai thì tôi có thể trở thành bất kỳ ai, đúng không? Ví dụ như là trong bối cảnh này Tân là một chuyên gia tư vấn và huấn luyện, rồi xong hết thì sao, Tân bỏ cái vai ra và Tân quay trở lại, đúng không? Nó vậy thôi. Nên là không là ai thì tôi có thể trở thành bất kỳ ai, nên đừng bị dính mắc bởi hiện tại nha anh chị. Mà chúng ta là nhà lãnh đạo sao, thì chúng ta phải đặt cái tâm chúng ta ở ngay vạch đích đó, ở cái điểm chúng ta thành. Nên nếu anh chị chưa xem video khai giảng, anh chị quay lại xem video khai giảng để chị làm rõ được cái mong muốn của mình ha. Và chúng ta gì vậy, chúng ta rõ về cái chân dung của mình. Đây chân dung, đây chân dung, đây chân dung của mình. Nhà lãnh đạo hạnh phúc là người thấu hiểu chính mình, hoang mong thấu hiểu người khác. Nếu như chưa thấu hiểu chính mình anh chị, thì thấu hiểu chính mình, và cũng vừa vậy có khóa học và cũng vừa có công cụ để giúp anh chị thấu hiểu chính mình, rồi thấu hiểu nhân sinh, đúng không? Mà chúng ta làm việc với con người mà, chúng ta kể cả chúng ta bán hàng thì chúng ta làm việc với con người không, thì nhân sinh đó là gì, chúng ta thấy nhân sinh, làm việc với con cái, vợ chồng, tất cả đều là nhân sinh hết. Mà nhân sinh đây, trong các cái loại kiến thức đó, thì nhân sinh là dễ học nhất. Thế giới quan vũ trụ quan trọng lắm anh chị, học làm này làm kia làm chuyên môn rộng lắm, nhưng mà học làm người đi thì tự nhiên các điều khác nó sẽ đạt được đâu anh chị. Sức khỏe tốt đúng không, có sức khỏe người sắp, chúng ta chạy bộ ở đây không dám để tính là chạy được 42 cây, để hỏi coi 1-1 chơi 42 được không, 42 không cần phải tham gia cuộc thi, một ngày nào đó chúng ta tự nhiên chúng ta đặt ra cái giải, hôm đó tôi chạy 42 cây gì đó, quốc phá lấy số được không, không dám để đây nè, tính là để 42 nè. Chơi không các anh chị, 1-1 chơi không, 42 6 tháng lận mà đúng không, Chơi trong luôn, 6 chơi tháng hả, luôn, chơi luôn. giá 42 để vô 42 ạ.
Bốn hai còn không, không có giải thì mình tự thôi. Bốn hai khoảng tầm 5 tiếng mà, đúng không? 5 tiếng thử sức bền coi được hết à, được hết tất cả là ý niệm. Ừ, tất cả là ý niệm, bởi vì đơn năm nay tôi có mục tiêu là 100 km anh chị, thì nếu anh chị chạy này thì cũng hỗ trợ tinh thần Tân rất là lớn. À, mục tiêu năm nay của Tân là chân dung như thế này, của Tân là 100 km đó. Mình phải làm, tại sao nên đặt cái mục tiêu to ra chị, bởi vì mình sẽ kéo giảm cái năng lực của mình ra, chúng ta đều làm được hết chị, chẳng qua là chúng ta chưa có làm á, chúng ta chưa có bắt đầu và chúng ta đang bị giới hạn về nhận thức nội tâm thôi. Squat 5.000 cái đúng là để 10.000 đó, mục tiêu của Tân là con số 10.000 nè, còn này là cho các anh chị thôi. Ngon không chị Dương, thấy chân dung này ngon chị Dương? Quá ngon luôn. Mình thuyết trình nè, thuyết trình được, mình phải thuyết trình đúng không, mình muốn lãnh đạo người khác mình phải thuyết trình, mình phải đào tạo đó. Vậy lead the ear trainer, lead the ear teacher, nên là gì ạ, chúng ta phải biết thuyết trình, biết đào tạo, thì trong chương trình này chuyển giao hết cho anh chị luôn, đến chị khỏi học đâu hết á, anh chị học đây đi 6 tháng anh chị có một cái phiên bản mới thiệt á, còn sau đó anh chị học kỹ năng này kia thì welcome hết đây, thì học về nhân sinh, đa số về nhân sinh, về nhân, về duyên. À, nhưng mà nói kỹ năng thì ở đây có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đào tạo và hỏi này, nhà quảng bá ở đây cũng không phải là về bán hàng, nhưng mà chỉ giúp anh chị trở thành nhà quảng bá. Hôm giờ có chia sẻ chị Nga về nhà quảng bá không? Không, thay vì chị Nga vô, chị Nga sản phẩm này chị Nga muốn mang tới tay người khác, không biết được nhiều người, nhưng mà Tân làm chương trình một cái Tân kết nối sản phẩm thì có phải là chị Nga đưa được tới nhiều người không, và gợi ý thêm nhiều cách để chị làm không, quan trọng mình sáng tạo lên anh chị. À, và nhà quảng bá thì ở đây trong này em thấy có một người có một cái nhân quảng bá rất là tốt. À, bởi miền Nam là thấy quảng bá rồi, còn sao anh nói là quảng bá thì khi nào tới cái buổi quảng bá thì sẽ rõ được không, là quảng bá chính là nghệ thuật bán hàng không kỹ năng, thì cái kỹ năng quan trọng là kỹ năng bán hàng đó, nhưng mà cái nhà quảng bá thì là một cái nghệ thuật bán hàng không kỹ năng, và nó kết hợp giữa, ta nói là giữa marketing và bán hàng luôn anh chị. Thay vì chúng ta bán hàng không thì chúng ta phải thuê marketing, thì ở đây chúng ta gì ạ, đây là cái nghệ thuật bán hàng không kỹ năng, và nếu như chúng ta biết trở thành nhà quảng bá, anh chị biết điều gì không, chúng ta sẽ marketing không đồng, anh chị sẽ làm được marketing không đồng luôn. Nếu như tương lai chị làm marketing không đồng thì sao, anh chị đâu có tốn tiền marketing đâu, mà anh chị chỉ thu vô thôi, thì có phải là anh chị cũng được học về kỹ năng bán hàng không? Cái này thì nó giống như trồng cây ấy, anh chị thì cũng có thể là không nhanh được, nhưng mà nó sẽ rất là bền nha chị. Anh chị xây dựng nền tảng, lộ trình này là từng lộ trình xây dựng nền tảng mà, và anh chị phải làm chủ được công nghệ nghe, làm chủ được các cái công nghệ giống như là driver, những cái ứng dụng mà anh chị dùng đơn giản bình thường nhé, không phải nó cao siêu, mà anh chị làm chủ được công nghệ để ứng dụng nha anh chị. Ví dụ sau này anh chị tổ chức một chương trình, anh chị thấy Tân làm không, thì sao ạ, thì thiết kế hình ảnh này cơ bản cũng phải biết làm, không phải làm đẹp nhưng mà làm được đúng không, không phải làm đẹp nhưng mà làm được đúng không, thông báo dung rồi này kia, có phải là một mình sau này không có, chưa có ai thì mình vẫn làm được đúng không, còn sau này có ai thì mình chuyển giao cho họ, chứ không mình không biết làm mất công tốn tiền thuê được không, chị Nga nắm được không, mình cũng biết làm cơ bản để từ một cái chương trình là mình làm sao để chỗ nhà là này, anh chị phải đảm bảo là phải có mông trên ghế, anh chị muốn đào tạo mà không có người nghe, không có mông trên ghế đó, thì mình nói ai nghe. Nhưng mà cũng có cách, cũng cái hay là thời này nó lợi đó gì ạ, chúng ta có thể là chúng ta quay video và chúng ta chia sẻ lên cũng hay, nhưng mà nếu có người nghe chúng ta sẽ hay hơn, chúng ta kích hoạt được một cái gọi là tổng nghiệp thức, thì sau này tôi cũng sẽ chia sẻ chị luôn, kích hoạt tổng nghiệp thức, anh chị ghi lại đi, sau này anh chị làm rõ tổng nghiệp thức là một cái kho kiến thức của chúng ta rất là lớn, nhưng mà chúng ta chưa biết để kích hoạt thôi, nên là tôi có niềm tin là anh chị nhúng mình vào đây thôi thì anh chị sẽ có sự chuyển hóa, bởi vì anh chị còn một cái kho tổng nghiệp thức nữa anh chị, tôi tin gì đó. Ừ, nên anh chị kích hoạt nhân sinh, anh chị thấu nhân sinh, anh chị kích hoạt được là anh chị ngon lắm, còn một cái kho tổng nghiệp thức là trong đó kỹ năng gì anh chị cũng đã có sẵn rồi, chỉ cần anh chị kích hoạt được thôi. Rồi ha, thêm một cái nữa ghi cho kỳ trong này thì đó là viết chữ. Viết chữ với Tân này, đẹp hơn Tân nữa không, đẹp hơn Tân nó nhiều, anh chị phải đẹp hơn, đừng viết chữ hơn, đẹp hơn Tân đó, viết chữ vừa để chúng ta vậy làm sao cũng phải viết chữ đẹp chứ đúng không, đào tạo mà. Đúng. Rồi thư pháp trở thành thư pháp gia, rồi nghiên chân dung này thôi, vậy ngon không, nghiên chân dung này ngon không. Quá ngon. Nhưng mà cần ở đây một cái điều đó là anh chị
phải có cái nhân cổ thụ, nhà lãnh đạo mà chúng ta không thể nào nhìn ngắn được anh chị. À, lộ trình này là lộ trình xây dựng nền tảng nên chị nên cũng không hy vọng là anh chị nhìn ngắn mà anh chị nhìn dài ra, anh chị nhìn cái tương lai của anh chị á. Cây cổ thụ nó cần gì anh chị? Nó hạt giống cổ thụ, nếu như chúng ta là hạt cải á, thì làm sao chúng ta là cây cổ thụ được, bởi vì cải nó chỉ là cây rau ngắn ngày thôi, nên chúng ta phải có cái hạt giống cổ thụ. Và đó là, những cái mục tiêu chúng ta. Nếu mà chưa thì anh chị quay lại buổi khai giảng ha, anh chị ghi lại những mục tiêu, có thể là một ước mơ này, hay là những chân dung mà tôi gợi ý đó, thì anh chị thích thì anh chị cứ ghi đi. Chúng ta phải có cái tầm nhìn nó dài hơn nữa, anh chị trở thành ai đó, được chưa? Có môi trường, anh đã kiến tạo môi trường để gì giúp cho anh chị chuyển hóa, và anh chị phải có một sự định tâm cố định. Nhưng mà tân cần đó là anh chờ anh chị có một cái hạt giống cổ thụ, là hạt giống nhà lãnh đạo đó, thì anh chị mới làm được đó anh chị. Rồi và quay lại bài học tâm đắc ngộ ra ha, quay lại bài học tâm đắc ngộ ra, thì tại sao chúng ta cần làm bài học tâm đắc ngộ ra các anh chị? Để các anh chị kích hoạt một cái điều đó gì, đây là thuyết tam não, còn đây là thuyết tam não. Thuyết tam não một số anh chị có nghe đúng không, một số anh chị có thể anh chị chưa nghe, là chúng ta có ba cái bộ não, chúng ta có ba vùng bộ não, chúng ta có ba vùng anh chị. Thì vùng đây là vùng não bò sát, là lúc ở đây là cái não, còn là cái cổ, giống phần cổ đây, thông tin di chuyển lên đó, thì đầu tiên nó đến đó là não bò sát anh chị, nó đi đến là não bò sát. Thì cái não bò sát là não sinh tồn, não bò sát là não sinh tồn, nên nó gì ạ? Nó ưu tiên về sinh tồn, nó rất là nhiều cái nỗi sợ, não bò sát nhiều nỗi sợ lắm, bởi vì sinh tồn cái gì nó cũng sợ, đôi khi nghe cơ hội cũng sợ. Não sinh tồn mà rất rất nhiều nỗi sợ hãi, nhưng mà cũng nhờ cái não sinh tồn anh chị thì chúng ta mới sinh tồn được, nhờ cái cơ chế đó thì chúng ta mới sinh tồn được anh chị. Nhưng mà nó không thường á chị, là nếu như ta biết không biết dùng nó thì nó sẽ hạn chế chúng ta, nhưng nếu chúng ta biết dùng não bò sát á, thì não bò sát cũng sẽ hỗ trợ chúng ta, nhưng đa phần là nó về nỗi sợ, mình nghe gì mình cũng sợ. Nắm được không? Và não tiếp theo là não thú. À, và thông tin bắt đầu đi ra não thú vậy. Đây là bộ não yêu thương, nó hành động gì đến cái tình yêu thương. Ví dụ tình yêu thương là sao, ví dụ một người mẹ mới sinh đứa con, thì nếu như mới sinh ra thì làm gì mà đi nổi đúng không chị, mới sinh ra đâu mà đâu đi nổi đâu, nhưng mà nghe cái tiếng báo cháy anh chị, nghe tiếng báo cháy thì nghe cháy là sợ rồi, thì lúc này người mẹ bế đứa con, ẵm đứa con từ đang từ tầng 2 phi chạy bộ cầu thang xuống dưới tầng trệt, làm được không? Lúc đó vì vì tình yêu thương nên là bế đứa con chạy được, nhưng mà bây giờ kêu quay lên là quay lên không được, và báo cháy đó báo cháy giả, giờ kêu quay lên lại quay lên không được, bởi vì ngay cái lúc đó năng lực nó bộc phát vì tình yêu thương thì làm được. Và có mà đặc biệt là những người mẹ có năng lực hay lắm, rất là hay. Và Tân thì chưa cảm nhận, nhưng mà lúc mà sinh con á, thì mình lại thấy năng lực của mình là giỏi hơn đúng không? Lúc trước có thể mình không làm được, nhưng mà bây giờ sinh con vì đứa con mình lại làm được, có không các chị? Đó, vì đứa con mình lại làm tốt hơn cái điều đó, đó là não thú đang vận hành đó chị. Nhưng mà cái cấp độ cao nhất đó, đó chúng ta vận hành não người, đó ngôn ngữ của tương lai, và để não người này kích hoạt anh chị, thì đó là bài học tâm đắc ngộ ra, giúp cho cái não người kích hoạt anh chị, để chúng ta vượt qua này, thông tin đến đây thay vì chúng ta sợ hãi thì chúng ta sao, chúng ta luôn có bài học tâm đắc ngộ ra để chúng ta kích hoạt tới não người ở đây, đó là ngôn ngữ của tương lai. Và bài học tâm đắc ngộ ra nó còn sâu xa nữa, trong lộ trình Tân cũng chia sẻ hết các anh chị, bởi vì cứ mỗi buổi Tân lại làm rõ thêm các anh chị về tri thức được không, nhưng mà trước mắt là nó anh chị hiểu đây là gì, nó giúp kích hoạt đây này, não người. Và cứ có bài học thì giúp anh chị trưởng thành thôi, nên có thể chúng ta xuất phát điểm là giống như nhau, học cùng một khóa giống nhau, ngồi cùng một lớp giống nhau, nhưng mỗi người có những kết quả khác nhau, do chúng ta chọn chúng ta làm chúng ta không làm. Đây là câu chuyện về câu chuyện nuôi thỏ, đó là sức mạnh của việc làm ngay. Nếu anh chị thích nha, anh chị có thể chia sẻ, anh chị có thể kể lại cái câu chuyện này, anh chị có thể kể lại cái câu chuyện này y chang, chia sẻ kể lại cái câu chuyện này y chang này cũng được. Và câu chuyện này đã là câu chuyện truyền cảm hứng cho Tân rất là lớn, và Tân nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, và nên là Tân cũng rất là muốn, Tân thuộc và cũng
Có dịp á, tôi muốn chia sẻ câu chuyện này đến các anh chị, để các anh chị thấy là cái sức mạnh giữa cái việc mà mình làm hay mình không làm nó khác biệt nhau lắm. Lộ trình này lộ trình 6 tuần, có anh chị thì xuất phát giống như đã có gì đã có anh chị xuất phát rồi đó là về làm bài tập à, tôi đã ngộ ra rồi à, và được kèm gọi là gì tư vấn huấn luyện một một, bởi vì anh chị sẽ được sâu sắc hơn, anh chị hành động rồi à, bắt đầu anh chị đi 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 là nhiều anh chị á, đôi khi đúng không? Cũng cùng trong nhóm, các anh chị nghĩ là bình thường các anh chị đâu tham gia đâu, đúng không? Hay là các anh chị tham gia mà anh chị cũng không làm bài tập thì các anh chị vẫn nằm ở đây, nhưng anh chị nào đi thì nó khác. Và hôm sau nữa thì Tân sẽ chia sẻ để anh chị hình dung rõ hơn tại sao cái bức tranh này nó như vậy, nó sẽ vận hành thế nào mà nó ra được những cái con số như vậy, hay là chúng ta sẽ ứng dụng như thế nào để chúng ta có thể là gì luôn liên tục tiến lên. Cái này có một cái là gọi là liên tục tiến lên nha anh chị, liên tục tiến lên không dừng lại, bởi vì nếu dừng lại thì nó khác, thì cần phải liên tục tiến lên, thì làm sao để chúng ta liên tục tiến lên. Và buổi sau là cái gì ạ, đó là biến kiến thức thành tiền, đúng không, biến kiến thức thành tiền. Thì đó một số chia sẻ của Tân ngày hôm nay, và về câu chuyện mà Tân cũng muốn mang tới các anh chị, thì không biết là có anh chị nào đó, đây là chia sẻ bài học mà mình nhận được à, để mình tổng kết trước, và sau đó thì anh chị sẽ làm bài tập và anh chị chia sẻ lên nhóm để các anh chị khác cũng nhận được hiện thực, đúng không? Không biết có anh chị nào hôm nay qua câu chuyện này mình có bài học gì không, mình nói về bài học qua câu chuyện đi, còn những cái khác thì nãy giờ các anh chị có thể là chia sẻ sau được không, và câu chuyện này anh chị nhận được bài học gì không? Ta sẽ mời mở mic ha để mình cùng chia sẻ. Câu chuyện nuôi thỏ này thì mình có bài học gì ạ? Cứ mở mic đi ạ. Mời chị Dương. Xin được chia sẻ về cái bài học của ngày hôm nay khi mà nghe câu chuyện về nuôi thỏ thì Dương thấy là bất cứ cái việc gì mình đã mong muốn làm hay là quyết tâm làm thì mình phải bắt tay vào làm ngay thì Này. Có cái điều gì mà trước giờ chị giống như giờ đến câu chuyện này thì có cái điều gì trước nay chị bỏ lỡ không? Tức là mình bây giờ mình ố cái câu chuyện này mà mình thấy trước giờ mình cũng bỏ lỡ nhiều cái không? Thấy mình thấy đôi khi bạn mình giờ nó làm có nhờ gì có thành quả rồi mà mình đôi khi còn chưa nuôi nữa mà họ nuôi quá trời cặp rồi. Ví dụ vậy đó thì mình sẽ bây giờ mình sẽ rút bài học gì để mình ứng dụng ấy. Đó bây giờ. Hay có điều gì mình sẽ ra quyết định để mình làm không? có nghĩa là khi mà mình có một cái mong muốn nhưng nếu mà mình không hành động ngay thì mãi mãi nó cũng chỉ là mong muốn thôi. Là cái quan trọng là cũng giống như cái việc trồng một cái cây vậy á, mình muốn trồng cây nhưng mà mình không trồng, mình cứ lần nữa thì khi một cái cây người ta đã trồng lớn rồi và cho trái ngọt rồi thì lúc đấy mình mới nhìn vào và mình mới ao ước và mình mới ước gì mình trồng cây, thì khi đó là mình đã chậm hơn mọi người rất nhiều. Và đó là cả một cái quá trình nhé, chậm cả một quá trình. Thế nên là cái việc mình cảm thấy là rút ra cái bài học là mình cần phải hành động ngay lập tức và kiên trì bền bỉ. Mình chỉ cần tốt hơn 1% mỗi ngày thôi thì cái sự tích lũy của mình á, nó sẽ cho một cái thành quả vô cùng lớn. Biết Mình ở bên chị Dương. chia sẻ là nói chung như vậy thôi. Ok, rút ra là bài học vậy là quá ngon rồi. Chị nhìn cái đồ hình này là chị nhìn đó. Hình là chị thấy rồi, đôi khi cái sức mạnh đó nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần vậy đó, tại vì mình đang ở đây này, mình không nuôi nên mình không thấy, nhưng mà những người họ nuôi rồi á, họ bắt đầu họ nhìn lại, ố họ mới thấy là kết quả của họ nó tăng liên tục, nó tăng liên tục. Là rất biết ơn bài học của chị Dương, đâu đó thì chắc cũng mình sẽ tự quán lại ha, là trước giờ mình cũng đã bỏ lỡ gì không, hay mình làm cái gì đó mà mình làm cũng làm đó nhưng mà đôi khi mình nuôi không đều, mình có làm nhưng mình nuôi không đều á thì sao, nuôi không đều không cho ăn đều thì con thỏ nó lại
nó quẹo đi và đây nuôi lại từ đầu đó anh chị. Nó giống như câu chuyện là đun nước sôi ấy. Chúng ta đun nước sôi có nhiều anh chị học tập một cái điều đó, tham gia một cái lộ trình, tham gia một cái thử thách nào đó thì sao phải đạt tới 100 độ nước mới sôi đúng không, nhưng mà anh chị mới có 40 50 độ các anh chị ngưng, ngưng thì sao, ngưng thì nước nó có, nước nó vẫn giữ nguyên nhiệt độ anh chị. Nó nguội đúng không, ngưng thì nó nguội thì anh chị nếu anh chị bắt đầu lại anh chị sẽ tốn công chị đun nước lại đó, nên là ở đây anh chị đừng có nghĩ là mình ngưng mà sao là nó bảo toàn đâu, nó không bảo toàn anh chị mà nó sẽ tuột lại anh chị, nên là thỏ là cũng phải cho ăn gì đó, thì mình làm sao để mình có thể làm được cái việc đó liên tục, liên tục mình làm trong 3 tháng 6 tháng 1 năm 2 năm 3 năm 5 năm 10 năm mình vẫn làm được cái việc đó, nó nhỏ nó đơn giản thôi, ở đây tôi nói là đơn giản nhỏ nhưng mà gì tốt hơn 1% mỗi ngày và liên tục tiến lên. Ừ. Và đối với gì đối với thông tin như tôi nói gì ạ, chúng ta thông tin đúng không thì chúng ta nghĩ nó là tài sản và chúng ta học nó là để đó, nhưng có thông tin vậy nếu anh chị không ứng dụng nó thì nó là tiêu sản, và nếu như anh chị không ứng dụng nó sau một thời gian thông tin nó lỗi thời anh chị, chứ không phải lúc nào nó cũng nó giống nhau cả và nó luôn update nó cập nhật, nên gì học được rồi đó anh chị hãy ứng dụng nó, hãy chuyển giao nó đi. À, và cái chương trình này cũng vậy anh chị, cái chương trình mà Tân chia sẻ các anh chị này thì cái lộ trình sau này đôi khi nó khác đó, chương trình của Tân khi sau này nó cũng khác và đôi khi Tân cũng biết có thể là không biết là có thời gian để hỗ trợ các anh chị không nữa. Bởi vì càng ngày thì mình càng liên tục tiến lên. À, và hướng của Tân đó là Tân cố vấn đồng bộ những thứ hóa doanh nghiệp, nên là thời gian để hỗ trợ cho cá nhân thì sau này Tân nghĩ là cũng không có nhiều, mà Tân hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ừ. Và cái này là mục tiêu của Tân thôi, nó chưa vậy có thể chưa làm hiện thực nhưng Tân vẫn đang làm đó, Tân đang làm đó. Đó thì anh chị đôi khi một cái duyên để đồng hành cùng với nhau đó, thì anh chị cái tâm niệm mà Tân có chia sẻ các anh chị là anh chị giữ giúp Tân những cái tâm niệm học tập đó. Đây ha, các anh chị giữ giúp Tân cái tâm niệm học tập, sẽ hay chụp hình lại, chị Nga nhờ chị Nga chụp hình này lại, nhờ nhờ chị Nga chụp hình đó, chụp này nè, chụp này mới gửi lên chứ chụp kia không làm gì. Dạ yeah. Nói vậy anh chị hãy học một cái tâm niệm đó là duyên của chúng ta chỉ có trong 6 tháng. À anh chị có thể ghi ha, đó là gì, duyên của chúng ta thì có trong 6 tháng thôi, thì những gì mà tinh túy nhất á, thì Tân sẽ chuyển giao hết cho các anh chị, còn sau này lộ trình vài năm sau đó thì có thể là nó khác đi rồi anh chị, nhưng mà trong hiện tại thì những gì mà kinh nghiệm của Tân này Tân học được này, những gì tinh túy nhất á, Tân chuyển giao cho các anh chị hết trong cái chương trình này, nên anh chị hãy dùng tâm và anh chị học tập và anh chị hãy làm bài tập đi như Tân đã chia sẻ từ đầu á, anh chị dùng tâm anh chị làm đi và đường nó nhờ anh chị hỗ trợ các anh chị khác và nhắc nhở đồng đội mình để cùng nhau chúng ta liên tục tiến lên, bởi vì muốn đi nhanh thì đi một mình nhưng mà muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Được chưa? Và chúng ta hỗ trợ người khác đó là chúng ta cũng đang lãnh đạo đó, các anh chị. À, và ở đây rất là biết ơn các anh chị vì trân trọng thời gian của nhau, trân trọng giá trị của nhau để cùng nhau đạt được kết quả như ý, rất biết ơn sự hiện diện các anh chị trong chương trình này, và hãy nhớ là mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau khoảng 2 buổi, anh chị nhớ lịch ha. À, có thể không cần phải nhắc nữa, anh chị tự giác, anh chị học tập tự giác học tập và sắp xếp ha, và học trực tiếp thì năng lượng tốt hơn và có câu hỏi nào đó thì chúng ta cứ cùng giao lưu hỏi đáp được chưa, và đầu giờ mỗi buổi á, thì chúng ta vào đầu tiên chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ vào tâm đắc ngộ ra và chúng ta chúng ta bắt đầu chúng ta học tập được không anh chị. Rồi, rất là biết ơn cả nhà rất là nhiều, biết ơn các anh chị đã dành thời gian và nói được đó. Làm bài tập ha, anh chị có thể là ghi ra, anh chị có thể ghi ra và anh chị gửi lên nhóm, anh chị gửi lên nhóm đến dịch để chúng ta cũng là kích hoạt cái tổng nghiệp thức của những anh chị khác. Ok, anh chị bỏ lỡ một điều đó thì nhờ bài học chúng ta mà các anh chị khác được tổng hợp, và các anh chị bên gì ạ, bên một một á, thì nhớ ha, quay video bằng tâm đắc ngộ ra luôn, được thì cứ gửi lên nhóm đi để các anh chị khác có thể là mình cũng cũng học tập được bài học của mình. Cứ hoàn thành trước là hoàn hảo sau ha. Thành trước hoàn hảo sau. Biết ơn anh chị rất là nhiều. Biết Hay là chị biết Nga có ơn muốn chia sẻ chị lời nào nữa à, không? chị hả, chị cái bài học hôm nay thì chị cũng nhận được rất là nhiều bài học. Cái câu chuyện mà bài học về cặp thỏ ấy thì giúp cho mình thấy rằng là rõ ràng đây là cái sức mạnh của việc
làm ngay, việc gì cần làm thì phải làm ngay, việc gì cần làm thì phải làm luôn. Vâng, Vâng. nếu mà mình mà trì hoãn mà thờ ơ ấy, thì coi như là mình mất cái chi phí cơ hội, mất cái thời gian. Thế thì mình qua cái bài học này mình thấy rằng là 1 tuần, nhưng mà mình đã sau này mình đã thua người ta mất 1 triệu, sau 20 tuần là thua mất 1 triệu. Nên là cái sức mạnh ở cái chi phí, cái thời gian ấy, cái chi phí cơ hội ấy, nó rất là lớn, nên là mình phải hành động ngay và hành động luôn. Và nhìn lại, về nhìn lại mà nói thì thật sự ra Tân đã nhắc lên câu chuyện là đun nước sôi, và cái câu chuyện con thỏ giống như là cái từ khóa đó, là từ khóa là toàn tâm toàn ý, đắm mình trong cái môi trường. Thì cái này á, làm giúp cho mình phải nhìn nhận lại ấy. Bởi vì nhiều khi mình làm nó giống như là mình đun lên được khoảng 6 70 độ, xong rồi mình bay sang mình làm việc khác, xong rồi đến lúc mình quay mình làm việc này là mình có nghĩa là nhiều khi mình phải làm lại thật đó. Và tức là trong trong quá khứ mình thấy có nhiều việc mà là mình làm đang là dang dở, xong mình quay sang làm việc khác chưa toàn tâm toàn ý và chưa đắm mình ấy. Thì qua cái bài học hôm nay mình nhận ra một cái điều, đó là mình phải làm việc, làm nhanh, làm ngay, làm luôn, và mình phải làm toàn tâm toàn ý để cho mình hoàn thiện với kỹ năng á, hoàn thiện một cái kỹ năng nào đấy thật là hoàn thiện ấy đã, rồi mình hẵng sang cái khác, tức là để cho nó sôi. Vâng, thì cái bài học hôm nay mình nhận ra được một cái bài quan trọng mà mình nhìn nhận lại như vậy. Và tiếp tục nữa là nhìn lại cái bức tranh của cái chân dung người lãnh đạo ấy, thì đây là một cái bức tranh và một cái gọi một cái giống cây cổ thụ, kết hợp với cái việc đó là mình hành động nhanh, hành động ngay và luôn. Thì mình tin chắc rằng là bằng giống như là cái công thức nuôi thỏ ấy, 1% mỗi ngày thôi, nhưng mà sau 6 tháng thì mình sẽ là gọi là bội tăng rất là nhiều. Nên là mình rất là hào hứng với cái điều đấy. Và biết ơn Tân rất là nhiều ạ. Biết ơn Dương hôm Qua nay cũng nghe biết ơn chia sẻ của chị Nga, với lại đôi khi mình thấy cái đích đúng không, bởi vì đôi khi mình làm mà mình chưa định tâm với mình không thấy đích đấy, ví dụ mình vẽ ra cái câu chuyện đó thôi, à mình có niềm tin là đó là cái đích đúng không, và mình đi trước, mình đi sớm hơn người khác thì sao, mình có cái lợi, có nhiều cái lợi lắm, thì mình đi sớm người khác cũng cũng có nhiều cái lợi lắm đó. Và rất biết ơn chị Nga nhắc lại cái bài học, cái câu nói rất là hay đó, gì vì gì cần làm thì hãy làm ngay, vì gì cần làm thì hãy làm luôn, mà việc gì quan trọng cần làm thì hãy làm ngay và luôn. Anh chị có thể nuôi câu này ha, câu này rất là hay đó, vì gì cần làm thì hãy làm ngay và luôn cũng được, anh chị chỉ cần nhớ cái việc đó thôi để anh chị làm. Thì thấy là có rất là nhiều bài học rồi đó, thì anh chị hãy đúc kết ra bài học ha và nốt lại cho mình, và hãy lưu sổ gì đó để chúng ta về làm cái kho tài sản của chúng ta. Dạ, rất là biết ơn các anh chị đã cùng nhau đồng hành buổi hôm nay. Dạ, và hẹn gặp lại ở buổi kế tiếp. Dạ, biết ơn nhà mình rất là nhiều. ơn thầy Tân, ơn Nga, cảm ơn Biết cả nhà, ơn biết ơn nhà mình nhiều ạ.